Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 601 chắc là còn sống. Sức mạnh đáng sợ ngưng tụ từ quyền mang và kiếm kình thoáng chốc đâm xuyên Huyết Lang Vương, nơi ngực nó xuất hiện lỗ máu to bằng miệng chén. Một tiếng, Huyết Lang Vương với cơ thể dài gần 10 mét bay vụt đi. Vừa vặn rơi xuống trước mặt các đệ tử Hỗn Nguyên Môn đang đuổi theo, nhưng đã ngã xuống tại chỗ, không còn sự sống. 6, 7 thiếu niên của Hỗn Nguyên Môn nhìn Huyết Lang Vương rơi xuống làm bụi bặm bốc lên, sợ hãi lùi lại. Chết rồi sao? Đợi đến khi bọn họ tỉnh táo lại, ánh mắt dồn hết lên người Lâm Nhất. Khi nhìn rõ ký hiệu kiếm các trên chiếc áo màu thiên thanh của hắn, bọn họ đều biến sắc. Người của Lăng Tiêu Kiếm Các. Quả nhiên người của kiếm các đều vô liêm sỉ như vậy, chỉ biết chiếm lợi từ người khác, sư huynh của bọn ta đâu? Một thiếu niên khá nóng nảy trong số họ quát hỏi Lâm Nhất, không mang ý tốt. Chiếm lợi. Lâm Nhất sờ mũi, người cứ cương quyết nói là chiếm lợi thì hắn cũng không có gì để nói. Mặc dù Huyết Lang Vương bị thương không nặng, nhưng suy cho cùng, Lâm Nhất cũng phát hiện ra sơ hở của nó nhờ trận chiến giữa Tả Vân với nó. Cú đấm đỉnh phong thoạt nhìn có vẻ đơn giản. Trên thực tế, Lâm Nhất đã sớm đánh cho yêu sát vương giả của Huyết Lang Vương tàn tạ, sau đó mới đâm xuyên qua nó. Chung quy chỉ là một con yêu thú huyền võ tầng 4, sợ yêu sát vương giả của nó cũng không dày lắm. Chẳng qua đây là Lâm Nhất, nếu đổi thành 6 người trước mặt, dù họ biết được điểm yếu cũng không thể giết chết Huyết Lang Vương bằng một cú đấm. Lâm Nhất không muốn tranh chấp về vấn đề này. Nhưng sư huynh nhà ngươi thì có liên quan gì đến ta? Chắc là còn sống. Lâm Nhất nhẹ giọng trả lời, hắn vẫn nhắm mắt giữ thế, không nhìn Tả Vân. Chỉ có thể cảm ứng được đối phương đã từ dưới chân hắn tránh ra, dù tình trạng không được tốt lắm nhưng cũng không tới mức chết. Ngươi có ý gì? Thiếu niên ngang ngược vừa nghe thấy giọng điệu thờ ơ của Lâm Nhất thì nổi giận, chỉ là một tên huyền võ tầng 2 mà thôi, không biết sống chết. Trương Bình sư đệ, đừng kích động. Một nữ đệ tử Hỗn Nguyên Môn lên tiếng khuyên can. Chương 602 Trương sư đệ bị hắn đánh bị thương. Hừ, có gì đáng nói đâu, chắc chắn tên này gặp của hời nên muốn giết sư huynh, sau đó độc chiếm thi thể của Huyết Lang Vương. Chẳng qua hắn không ngờ chúng ta lại đến đây nên mới có tật giật mình, không dám trả lời. Trương Bình lạnh mặt, tự bịa ra một suy luận nghe có vẻ rất logic. Hắn ta vừa dứt lời, các đệ tử Hỗn Nguyên Môn khác đều sầm mặt lại, nhìn Lâm Nhất với vẻ không có ý tốt. Nhưng, nữ đệ tử kia cảm thấy có gì đó không đúng, còn muốn giải thích thêm. Nhưng Trương Bình đã lao về phía Lâm Nhất, lạnh lùng nói, là thật hay giả, dạy cho hắn một bài học sẽ biết ngay. Bùm! Chỉ là hắn ta chưa kịp đến gần đã nhìn thấy một cái bóng đen lướt nhanh về phía mình với sức mạnh khủng khiếp. Lâm Nhất cũng không thèm nhìn. Nhấc chân đá văng hắn ta. Phụt. Trương Bình vốn đã bị thương, giờ lại bị Lâm Nhất đá gãy mấy xương sườn, hộc ra một búng máu, kêu rên ngã xuống đất không đứng lên nổi. Những người còn lại hoảng sợ, không ngờ Trương Bình có tu vi huyền võ tầng 3 lại bị Lâm Nhất đá một phát không đứng dậy nổi. Đau quá, ta bị gãy xương sườn, bị thương đến tim và phổi rồi. Trương Bình nằm dưới đất nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy sát khí, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Trương sư đệ. Mấy người lập tức nổi giận, không ngờ Lâm Nhất lại ra tay tàn nhẫn như vậy, tất cả đều chuẩn bị cùng ra tay. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này có một tiếng quát lạnh vang lên, Tả Vân quay trở lại. Tả sư huynh. Các đệ tử Hỗn Nguyên Môn nhìn thấy Tả Vân xuất hiện đều mừng rỡ, nhanh chóng chạy qua. Lâm Nhất quay đầu lại thì thấy thân trên để trần của Tả Vân chi chít vết thương. Móng vuốt sắc bén của Huyết Lang Vương để lại trên người hắn ta những dấu vết cực kỳ đáng sợ, vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Mặt mũi hắn ta tái nhợt, tóc tai bù xù, vết máu trên khóe miệng vẫn chưa khô. Hắn ta thở hơi gấp, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Nhìn gần mới có thể cảm nhận được trận chiến giữa người này với Huyết Lang Vương trước đó nguy hiểm cỡ nào. Nếu là người khác không tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết, chỉ sợ đã sớm bị Huyết Lang Vương xé xác.
Tạ Vân nhìn Lâm Nhất, sau đó rời mắt sang Trương Bình, nghi hoặc hỏi, Trương Bình, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Trương sư đệ bị hắn đánh bị thương. Một đệ tử khác nhanh chóng giải thích, kể lại đại khái sự việc vừa rồi. Chương 603 cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút. Trương Bình nằm dưới đất nói lẩm bẩm, nhìn Lâm Nhất, không phục, nếu không phải vì trước đó ta vừa đánh nhau với bầy sói nên bị nội thương, thì 10 tên như tiểu tử này đến cũng không đủ cho ta đánh đâu. Trong mắt Tạ Vân thoáng qua vẻ kinh ngạc, một cú đá gãy xương sườn của Trương Bình. Trương Bình cũng tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết, tuy rằng trình độ thấp hơn hắn ta nhiều. Nhưng cũng không đến mức mới bị đá một cú đã gãy mất xương sườn chứ. Hơn nữa, chẳng phải Lăng Tiêu Kiếm Các ở Đại Tần nổi tiếng về kiếm đạo sao? Huống hồ Lâm Nhất cũng không che giấu tu vi, rõ ràng hắn chỉ có tu vi huyền võ tầng 2 thôi mà. Nhất thời trong mắt Tạ Vân tràn đầy khó hiểu, không thể nhìn thấu lai lịch của Lâm Nhất. Trước đó hắn ta tập trung chạy trốn, loáng thoáng cảm nhận được phía sau lưng dường như xuất hiện một luồng kiếm ý dồi dào và vô cùng sắc bén. Nhưng luồng kiếm ý đó chỉ xẹt qua rồi biến mất ngay. Tạ Vân trong trạng thái bị trọng thương, ý thức không rõ ràng nên không thể xác định nó có phải từ trên người Lâm Nhất phóng ra hay không. Tạm thời bỏ qua những chuyện này. Tạ Vân đưa mắt nhìn Lâm Nhất, tuy hắn là đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các nhưng cũng không ra tay với ta, các ngươi hiểu lầm hắn rồi. Đừng quan tâm chuyện này vội, lo nối xương cho Trương Bình sư đệ, sau đó chữa thương, tranh thủ bình phục đã. Trong lời nói của hắn ta có sự sắp xếp. Có lẽ ngày thường hắn ta rất có uy tín, sau khi hắn ta nói xong, đám sư muội sư đệ này lập tức làm theo. Trước đó khi ta đánh nhau với Huyết Lang Vương, chắc hẳn người thăm dò ta là ngươi phải không? Tạ Vân bước tới nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu thẳm, do dự hỏi. Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết. Lâm Nhất thầm giật mình, tiểu tử này có khả năng cảm ứng mạnh thật. Thái độ như vậy làm cho người ta hơi hoang mang, chẳng lẽ hắn ta vẫn còn sức đánh thêm một trận? Cũng đúng. Tạ Vân cười, không hỏi thêm nữa mà lùi về sau nuốt một viên đan dược, ngồi tại chỗ chữa thương. Tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa đi hả? Ở lại đây làm gì? Muốn đi mạo hiểm cùng chúng ta sao? Hỗn Nguyên môn chúng ta không cần một kẻ vô dụng huyền võ tầng 2 như ngươi đâu. Trương Bình đã nối xương và ăn một viên đan dược. Trạng thái đã tốt hơn, lại lên tiếng cười nhạo Lâm Nhất. Hắn ta vừa dứt lời, lại có một cái bóng đen xé rách bầu trời như một tia chớp, tung ra sức mạnh vạn quân, ma sát với không khí phát ra tiếng rít chói tai. Bốp! Một cú đá nhanh như chớp lại đá vào ngực Trương Bình, làm hắn ta văng ra xa. Răng rắc! Xương sườn vừa được nối của Trương Bình lại bị gãy, hắn ta đau đớn hét lên. Vì bị thương liên tiếp, cơn đau chất chồng, hắn ta lập tức ngất xỉu. Mấy tên sư đệ Hỗn Nguyên môn há to miệng, quay đầu lại nhìn Lâm Nhất. Họ hoàn toàn không nhìn thấy hắn đã đá như thế nào, cảm thấy hơi khó tin. Vẻ hoảng sợ lóe qua trong mắt họ, nhưng khi thấy Tả Vân sư huynh vẫn còn nhắm mắt chữa thương, dường như không cảm nhận được việc này. Cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút. Lâm Nhất nheo mắt lại, cười bảo, mặc dù Huyết Lang Vương là do ta giết, nhưng xưa nay ta chưa từng chiếm hời của người khác. Cái chết của Huyết Lang Dương có một phần công lao của sư huynh các ngươi, đợi sau khi hắn chữa thương xong, ta sẽ phân chia Huyết Lang Dương cho hắn rồi rời đi. Chấm, chương 604. Trong đám người trước mặt, ngoại trừ Tả Vân, hắn không hề để những người còn lại vào mắt. Đừng nói là đang bị thương, dù không bị thương, Lâm Nhất cũng không ngại đám người này cùng nhau xông lên. Chỉ có Tả Vân. Tu vi huyền võ tầng 4, thân thể cứng rắn và loại đao pháp đáng kinh ngạc của hắn ta đều có uy hiếp không nhỏ. Nhưng không sao cả, Lâm Nhất cũng không sợ hắn ta. Về phần Trương Bình, nếu không dạy cho loại người ngu xuẩn này một bài học, hắn ta sẽ không bao giờ biết chừng mực. Khi các đệ tử Hỗn Nguyên môn khác không biết phải làm sao, Lâm Nhất lùi lại, leo lên một gốc cây, nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Mọi người thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng vận công chữa thương. Sau khoảng nửa nén hương, Lâm Nhất đang nằm trên cây cổ thụ chọc trời đột nhiên mở mắt. Hắn nhướng mày nhìn qua, lúc này Tả Vân cũng lặng lẽ mở mắt.
Trên người hắn ta tràn ngập lực lượng long tượng, toàn thân dồi dào khí huyết, vết thương trên người cũng lành lại. Một thân thể đáng kinh ngạc, khá là đáng sợ. Các đệ tử Hỗn Nguyên môn khác cũng lần lượt mở mắt ra, vết thương trên người họ cũng đã lành lại 7-8 phần. Long tượng chiến thể quyết, đoạn thể thần quyết của Hỗn Nguyên môn này quả thật khiến người ta được mở mang tầm mắt. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là trước đó Tả Văn đã trong trạng thái sắp chết. Chỉ trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, khí tức của hắn ta dường như đã trở lại đỉnh phong. Hẳn là không đến mức khôi phục hoàn toàn, nhưng rất có thể đã phục hồi được 70-80% sức chiến đấu. Trong giây lát, Lâm Nhất thầm phán đoán trong lòng. Các hạ rất bí ẩn, chỉ một cú đấm đã giết được Huyết Lang Vương, Tả Mỗ bái phục. Nếu có cơ hội, không biết có thể xin chỉ bảo không? Tả Vân nhìn thẳng vào Lâm Nhất, trong lời nói ẩn chứa sự sắc bén. Rồi sẽ có cơ hội. Lâm Nhất cười nhạt, mặc dù tu vi của đối phương cao hơn hẳn 2 tầng, nhưng hắn không sợ. Với sức chiến đấu của đối phương, nếu ở Lăng Tiêu Kiếm Các thì ít nhất cũng thuộc 10 hạng nhân. Các đệ tử Hỗn Nguyên môn khác nghe thấy câu trả lời của Lâm Nhất thì kinh ngạc, sau đó thầm cười khẩy. Tiểu tử này thật to gan, Tả Vân sư huynh là thiên tài của Hỗn Nguyên môn đấy. Ta vẫn chưa hỏi tên của các hạ. Ánh mắt Tả Vân trở nên đầy hứng thú, hắn ta rất bất ngờ về thái độ của Lâm Nhất. Chẳng lẽ tiểu tử này không nhìn ra hắn ta chỉ đang khách sáo ư? Huyền võ tầng 4 đấu với huyền võ tầng 2, hắn ta không làm được chuyện bắt nạt người khác như thế. Hắn ta không nhìn được tò mò về Lâm Nhất. Lăng Tiêu Kiếm Các, Lâm Nhất bảng nhân. Lâm Nhất trả lời với giọng điệu không hề kiêu căng hay tự ti. Lâm Nhất, Tả Vân lẩm bẩm mấy câu cũng không thể nhớ khi nào ngoại môn Lăng Tiêu Kiếm Các lại có một nhân vật như vậy. Chương 605. Có vẻ như hắn là người mới vào tông. Được rồi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lúc nãy ngươi bảo thi thể Huyết Lang Vương có một phần của ta, không biết Lâm huynh đệ định chia bộ phận nào cho ta. Nghe vậy, các đệ tử Hỗn Nguyên môn khác đều khẽ biến sắc. Không ngờ Tả Vân sư huynh lại để Lâm Nhất chia thi thể Huyết Lang Vương. Đây là Huyết Lang Vương. Yêu thú tầng 4 đỉnh phong, đã ngưng luyện thành yêu sát vương giả. Tuy mới chỉ có một sợi, nhưng yêu đan của nó chứa đựng tinh hoa của một sợi yêu sát vương giả, đủ để được gọi là bảo vật. Nếu có thể thôn phệ và luyện hóa sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc nâng cao thực lực của bản thân họ. Ta lấy yêu đan và huyết tinh ở xương lông mày, còn lại đưa cho ngươi hết. Đương nhiên Lâm Nhất đã sớm nghĩ xong nên chia như thế nào. Gì cơ? Thứ đáng giá nhất trên người Huyết Lang Vương chính là yêu đan chứa đựng yêu sát vương giả, ngay cả cao thủ cảnh giới tử phủ cũng sẽ trả giá lớn để đi thu thập. Huyết tinh của Lang Vương cũng có giá trị không thấp, nó có độ tinh khiết cao hơn nhiều so với huyết tinh của những con huyết lang khác. Một mình ngươi độc chiếm bảo bối đáng giá nhất, chia cho 7-8 người chúng ta một đống đồ thừa. Vừa nghe thấy cách phân chia của Lâm Nhất, các đệ tử Hỗn Nguyên môn tức giận đến mức đỏ cả mặt. Lâm Nhất rất bình tĩnh, chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Đâu phải chia đồ cho các ngươi, nếu không vì Tả Vân, hắn cũng sẽ không nhường lại dù chỉ một sợi lông sói. Hơn nữa, các bộ phận khác của Huyết Lang Vương cũng không phải đồ thừa. Nếu Tả Vân không cần, hắn sẽ không để ý mà lấy hết. Cứ chia như vậy đi. Tả Vân gật đầu đồng ý. Không có gì nghĩ gì về cách phân chia của Lâm Nhất. Những người khác thì hơi bất mãn, Trương Bình vừa tỉnh lại trầm giọng bảo, nếu tiểu tử này không nhờ may mắn, mèo mù vớ phải cá rán thì sao hắn có thể chiếm hời lớn như vậy? Sư huynh, nếu huynh không muốn ra tay thì để ta giết hắn giúp huynh. Tả Vân sầm mặt lại, lạnh lùng nói dù ngươi hoàn toàn bình phục cũng không phải đối thủ của hắn, đừng làm mất mặt nữa. Các ngươi tự chia nhau thi thể Huyết Lang Vương đi. Bộ lông của Lang Vương cũng trị giá rất nhiều linh ngọc đấy. Nhưng, được rồi, đừng nhiều lời, dù sao Lâm Nhất cũng đã cứu ta một mạng. Dù có đưa cả con Huyết Lang Vương cho hắn, ta cũng không có ý kiến, các ngươi đừng nhắc lại chuyện này nữa. Tả Vân cũng đã thông suốt được phần nào, không cần biết Lâm Nhất có chiếm hời hay không, thực lực thật sự ra sao. Lâm Nhất dùng một cú đấm giết chết Huyết Lang Vương nghĩa là đã cứu hắn ta khỏi miệng sói. Hắn ta vẫn phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Mọi người nghe Tả Vân nói vậy thì lúc đầu, không nói thêm gì nữa. Một lát sau,
họ bất đắc dĩ đưa viên yêu đan ẩn chứa yêu sát phương giả và huyết tinh được ngưng tụ ở xương lông mày cho Lâm Nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 606. Viên yêu đan to bằng quả đấm rồi rào khí yêu sát, một sợi khí yêu sát màu đen như ẩn như hiện ở bên trong. Huyết tinh đỏ rực trong suốt, tỏa ra ánh sáng long lanh tựa như ngôi sao rực rỡ trên bầu trời. Nó còn rực rỡ hơn cả đá quý trên thế gian. Lâm Nhất nhận lấy hai bảo bối đáng giá nhất trên người Huyết Lang Vương, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tại hạ không làm phiền các vị nữa, xin cáo từ. Lâm Nhất mỉm cười, chắp tay rời đi. Lộc cộc. Nhưng vào lúc này, trong rừng núi vang lên một tiếng động nặng nề, như thể có một lực mấy vạn quân liên tục nện xuống đất. Mặt đất rung chuyển theo lực khổng lồ này, đồng thời có một luồng khí yêu sát vô cùng táo bạo, dồi dào như nước sông cuồn cuộn kéo đến. Khí yêu sát mạnh quá, mọi người cẩn thận. Đây là yêu thú gì, sao lại cảm thấy chưa gặp bao giờ, âm thanh này. Các đệ tử Hỗn Nguyên môn đều biến sắc. Lâm Nhất nở nụ cười, con ngựa ngốc này, lúc nào có đồ tốt cũng chạy nhanh lắm. Thấy mọi người tỏ ra căng thẳng, hắn vội bảo, là bạn của ta đến, các vị không cần lo lắng. Bạn của ngươi? Tả Vân nghi hoặc nhìn Lâm Nhất, sau đó nhìn sang các sư đệ Hỗn Nguyên môn bằng ánh mắt khó hiểu. Một lát sau, một dải màu đỏ lướt nhanh tới như một tia chớp. Nó kéo theo làn gió lớn rung trời, xoáy lên vô tận cát bụi, đợi cho đến khi gió bụi tan đi, một con huyết long mã cao lớn dũng mãnh, anh tuấn thần diệu, tứ chi cường tráng mang theo sát khí nặng nề như núi, xuất hiện trước mặt mọi người như một đám mây đỏ rực. Huyết long mã. Trời ạ, là huyết long mã thật đó, huyết long mã tu vi huyền võ tầng 3, sao nhìn còn đáng sợ hơn cả huyết lang vương thế này. Nhìn kìa, còn có cả sừng. Con huyết long mã này chắc chắn đã thức tỉnh huyết mạch chân long, không biết là loại chân long nào. Huyết long mã đột ngột xuất hiện khiến cho ánh mắt mọi người sáng rực lên, tất cả đều giật mình. Sợ ngươi luôn đấy. Lâm Nhất cười khổ, tiện tay ném viên yêu đan ẩn chứa yêu sát phương giả qua cho nó. Đám người Trương Bình nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm. Làm gì vậy? Viên yêu đan mà họ mơ ước, sau khi lấy được phải quý trọng rồi sử dụng. Lại bị Lâm Nhất tiện tay ném cho một con ngựa. Đây chính là viên yêu đan ngay cả cao thủ cảnh giới tử phủ cũng muốn có được đấy. Rột rột. Viên yêu đan ẩn chứa yêu sát phương giả được huyết long mã thích thú nhai nuốt, phát ra tiếng rột rột. Huyết long mã dũng mãnh thần diệu, sát khí như núi, bộ lông như máu, phi nhanh như chớp, lúc này đã biến thành một con ngựa tham ăn. Đặc biệt là khi nhai. Nó để lộ hai hàm răng cửa trong như đang cười rất bỉ ổi. Nó hoàn toàn khác với hình tượng trước đó. Khóe miệng Trương Bình và các đệ tử Hỗn Nguyên môn khẽ giật, không nỡ nhìn thẳng, nhưng tiếng rột rột phát ra khi nó nhai khiến họ cảm thấy vô cùng đau lòng. Hỏng mất của trời, quả là hỏng mất của trời. Một viên yêu đan có giá trị cao, ai cũng mơ ước, dù đã có được cũng phải quý trọng gấp đôi. Chương 607. Thế mà lại để Lâm Nhất ném cho thú cưỡi của mình. Có ai lại nuôi ma sủng lãng phí như thế này đâu. Khi yêu đan được huyết long mã thôn phệ và luyện hóa, khí tức trên người nó không ngừng mạnh lên, khí huyết sôi trào làm tăng áp lực mang lại cho người khác. Tu vi của nó điên cuồng tăng lên ngay trước mặt mọi người. Nó tăng lên đến huyền võ tầng 3 đỉnh phong với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, khiến đám người Hỗn Nguyên môn đều trợn tròn mắt. Không chỉ có vậy, trong luồng yêu sát hùng hậu như núi lúc ẩn lúc hiện xuất hiện thêm một tia. Uy áp phương giả. Tuy nó rất mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện, nhưng lại thật sự tồn tại. Hiệu quả to lớn của yêu đan biểu hiện rõ trên người huyết long mã. Chết tiệt, viên yêu đan này vốn thuộc về chúng ta mà. Nhìn thấy cảnh này, Trương Bình không nhịn được mắng thầm trong lòng. Với tính cách của Tả Vân sư huynh. Chắc chắn huynh ấy sẽ không giành với chúng ta, nó rất có thể sẽ thuộc về mình. Nhìn hai hàm răng cửa không khép lại được của huyết long mã, Trương Bình nhỏ giọng mắng, con xúc vật này đắc chí thật đấy. Hắn ta vừa dứt lời, huyết long mã há miệng phun ra một đống yêu đan vụn lẫn với nước bọt về phía hắn ta. Phụt! Trương Bình chưa kịp phản ứng, đống yêu đan vụn đã bắn nhanh như chớp vào mặt hắn ta, làm hắn ta đau đớn hét lên. Sư huynh!
con súc vật này nhổ nước bọt vào mặt ta. Trương Bình lau mặt, muốn khó chịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nổi giận đùng đùng. Ha ha ha, Huyết Long Mã nhảy nhót, nhẹ hai hàm răng cửa ra cười không ngậm miệng lại được. Trương Bình tức sắp hộc máu, đây mà là ngựa sao? Rõ ràng nó đã thành tinh, còn cười nhạo hắn ta kìa. Giỏi lắm, tính cách y hệt chủ nhân của nó. Lâm Nhất đá hắn ta thì cũng thôi đi, không ngờ ngựa của hắn cũng bắt đầu giở trò với hắn ta. Con ngựa này rất thông minh, người mắng nó nên nó phun vào mặt người là đúng rồi. Tại sao các sư đệ sư muội khác không bị gì cả, rõ ràng nó không phun bừa đâu. Tả Vân cười khẽ, nghĩ khá thoáng. Đúng nhỉ, mấy người chúng ta đứng gần nhau thế mà chỉ có Trương Bình sư đệ bị phun vào mặt. Đúng đó, giờ nó cũng chỉ cười nhạo Trương Bình sư huynh thôi. Con Huyết Long Mã này tuyệt thật, có cá tính lắm. Đám đệ tử Hỗn Nguyên Môn nhìn kỹ thì thấy đúng là như vậy, họ chưa từng gặp một con ma sủng thông minh như thế, nay đã được mở mang tầm mắt. Nghe có người khen mình, Huyết Long Mã càng cười đắc ý hơn. Thấy không chỉ có Tả Vân sư huynh không giúp, ngay cả những đồng môn khác cũng không giúp mình, Trương Bình cảm thấy dầu dĩ muốn chết. Đừng cười nữa, con ngựa ngốc. Lâm Nhất vỗ lên cổ Huyết Long Mã, xoay người lên ngựa chuẩn bị rời đi. Chương 608. Tả Vân nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa, thảo nào Lâm huynh đệ mới huyền võ tầng 2 đã dám một mình tiến vào dãy núi Ma Vân, thì ra là có chỗ dựa. Có Huyết Long Mã, người muốn tiến hay lùi đều được, dù gặp phải kẻ địch không đánh lại, người cũng có thể thong dong rời đi, trong núi không ai có thể đuổi theo kịp. Lâm Nhất ngồi trên lưng ngựa chỉ cười chứ không trả lời, Tả Vân nói như vậy cũng không sai. Ít nhất hắn ta cũng nói đúng một nửa, Huyết Long Mã đúng thật là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhưng ở dãy núi Ma Vân, tất cả đều phải dựa vào chính mình, thậm chí hắn còn cố ý đuổi Huyết Long Mã đi. Để rèn luyện một mình. Ta đi đây, Long Tượng Chiến Thể Quyết và đao pháp tuyệt vời của Tả Vân huynh đệ đã làm tại hạ mở mang tầm mắt, nếu có cơ hội nhất định sẽ xin chỉ bảo. Đợi đã. Tả Vân gọi hắn lại, nếu ta đoán không sai. Nhiệm vụ mà ngươi nhận hẳn cũng giống với chúng ta, đó là săn giết huyết lang và thu thập huyết tinh ở xương lông mày. Sao ngươi lại biết? Lâm Nhất hơi nghi hoặc. Tả Vân cười đáp, huyết tinh được sản sinh ở xương lông mày huyết lang, nó không chỉ ẩn chứa khí huyết dồi dào mà còn chứa rất nhiều tinh khí nhật nguyệt, là một loại vật liệu không thể thiếu trong việc chế tạo huyền binh và luyện dược, có giá trị cực kỳ đắt. Nhiệm vụ lần này là do công hội huyền sư giao cho Hỗn Nguyên Môn và Lăng Tiêu Kiếm, nên ta đoán nhiệm vụ của ngươi cũng giống chúng ta. Lâm Nhất gật đầu, vậy thì sao? Nếu đã vậy thì có lẽ chúng ta có thể liên minh với nhau, bầy huyết lang này có khoảng hơn 100 con, hoàn toàn đủ chia đôi. Nếu hai bên liên minh, chẳng những hiệu suất được nâng cao mà còn có thể giúp đỡ nhau. Tả Vân bình tĩnh nói ra mục đích của mình, chờ đợi Lâm Nhất trả lời. Đám người Trương Bình hết sức ngạc nhiên, không biết tại sao Tả sư huynh lại đột nhiên muốn liên minh với Lâm Nhất. Trên thực tế, Tả Vân cũng đã đánh giá thấp thực lực của Huyết Lang Vương giống Lâm Nhất. Nếu hôm nay không gặp Lâm Nhất, chắc chắn hắn ta đã lành ít dữ nhiều, khó thoát được cái chết. Trước đó không biết lai lịch của Lâm Nhất nên không thể hiểu rõ tính cách của hắn. Nhưng sau khi Huyết Long Mã xuất hiện, Tả Vân đã dao động, ngay cả một con ngựa cũng có thể coi là bạn. Nếu vậy thì đương nhiên Lâm Nhất sẽ không quá tệ, có thể kết bạn. Lòng người luôn đáng sợ hơn yêu thú, nếu không hiểu rõ hoặc có thực lực mạnh hơn thì không được tiếp xúc lung tung. Lâm Nhất ngồi trên lưng ngựa trầm tư suy nghĩ, có vẻ như việc liên minh cũng không có hại cho hắn. Hiệu suất quả thật sẽ cao hơn rất nhiều. Hắn cũng có thể biết thêm về thực lực của Tả Vân. Hắn cảm thấy rất hứng thú về Long Tượng Chiến Thể Quyết và đao pháp của hắn ta. Được thôi, vậy cùng đi đi. Chương 609. Tả Vân cười, vậy thì tốt quá, có Lâm huynh đệ giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ giết sạch bầy huyết lang này trước khi chúng bỏ chạy về bộ lạc. Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Nhất cùng đám người này đi giết những con huyết lang rải rác ở xung quanh. Mất Lang Vương, những con huyết lang tập trung thành từng nhóm nhỏ hoàn toàn không có uy hiếp đối với họ. Thực lực của Tả Vân thực sự rất mạnh. Thân thể cứng rắn và tu vi cao đã được thể hiện triệt để trong cuộc săn giết này. Kết hợp với đao thuật cao siêu, mấy ngày nay Lâm Nhất gần như không có cơ hội để thể hiện thực lực của mình.
Điều này khiến mấy tên sư đệ Hỗn Nguyên môn để ý, nói hắn lại chiếm hời. Đối với việc này Lâm Nhất chỉ cười, không để bụng, mặc cho Trương Bình suy nghĩ linh tinh. Dù gì cũng phải nể mặt Tả Vân một chút, đâu thể lôi Trương Bình ra đánh cho một trận. Nhưng chỉ trong 7 ngày, họ thu hoạch được khá nhiều, tiến độ nhiệm vụ rất nhanh. Lâm Nhất được chia 40 viên huyết tinh, nếu cộng thêm những viên huyết tinh của Huyết Lang Vương, hắn đã có thể về trả nhiệm vụ. Nhưng hắn không gấp, nếu có thể giữ huyết tinh lại cho riêng mình đương nhiên là tốt nhất. Vào ngày này, mấy người đuổi theo sát 5 con huyết lang bị thương trong rừng. Khi thấy sắp đuổi kịp, Tả Vân chợt biến sắc, gọi tất cả mọi người lại, dừng lại, không thể tiếp tục. Đuổi theo, nếu đuổi tiếp sẽ đến bộ lạc huyết lang. Bộ lạc huyết lang. Đúng vậy. Tả Vân giải thích với mọi người rằng trong dãy núi Ma Vân có một hang ổ huyết lang rất lớn. Nơi đó tập trung hàng nghìn con huyết lang, không chỉ có số lượng khổng lồ mà còn có huyết lang trưởng lão có tu vi ngang ngửa với cảnh giới tử phủ, thực lực vô cùng đáng sợ. Nếu bước vào phạm vi thế lực của bộ lạc này, chỉ dựa vào mấy người họ chắc chắn chỉ có một con đường chết. Trong bộ lạc huyết lang, sau khi lang vương mới ra đời, nó sẽ dẫn 7 huyết lang đi lang thang trong dãy núi Ma Vân để kiếm ăn. Nếu lang vương bị giết, những con huyết lang còn lại sẽ bỏ chạy về bộ lạc. Sau khi lang vương mới ra đời, chúng sẽ được dẫn đi tiếp. Ở phía trước chính là bộ lạc huyết lang. Lâm Nhất nhìn ra xa, ở phía cuối tầm nhìn hình như là một hẻm núi rộng lớn, quả thật toát lên khí tức không tầm thường. Tả Vân gật đầu, nhưng nếu không đến gần sẽ không sao. Chán thật, còn thiếu 3 viên huyết tinh nữa là chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lại phải đi tìm 7 huyết lang khác. Vẻ không cam lòng hiện lên trên mặt Trương Bình. Hắn ta đấm mạnh vào thân cây cổ thụ. Không được. Lâm Nhất nhíu mày, võ hồn trúc long trong cơ thể cảm ứng được sự nguy hiểm, trở nên khá là táo bạo. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Lâm Nhất quát nhẹ một tiếng, trên người hắn bùng nổ khí thế mạnh mẽ, nháy mắt đã lao tới cách đó 100 mét rồi nhấc Trương Bình lên cao. Sau đó hắn nhanh chóng lùi về lại, chỉ để lại một cái bóng mờ. Một loạt động tác liền mạch và trôi chảy. Chương 610. Lâm Nhất, ngươi làm gì vậy, thả ta xuống. Trương Bình vừa sợ vừa giận, lớn tiếng mắng. Bịch. Lâm Nhất nghiêm mặt, tiện tay ném hắn ta xuống đất. Trương Bình đang định nổi giận thì có một mũi tên được bôi kịch độc, ánh lên tia sáng lạnh thấu xương, phát ra tiếng xé gió chói tai, bắn vỡ bóng mờ của Lâm Nhất rồi cắm xuống đất. Ù. Mũi tên ẩn chứa sức mạnh khổng lồ không ngừng rung lên. Mặt đất dưới chân mấy người cũng rung theo. Trương Bình lập tức sợ tái mặt, nếu không nhờ Lâm Nhất, chắc chắn bây giờ hắn ta đã là một người chết. Xèo xèo. Mặt đất nơi mũi tên cắm vào bốc lên khói đen, đó là kịch độc đang ăn mòn, cỏ dại trong phạm vi 100 mét lập tức trở nên khô héo. Mũi tên độc thật đáng sợ. Mấy người đều biến sắc, lùi về sau vài bước theo bản năng, không dám đến gần phần đất bị ăn mòn. Đệ tử tông môn. Thú vị, mấy tên đệ tử huyền võ tầng 3 mà cả gan chạy tới khu vực phụ cận bộ lạc huyết lang. Trong khu rừng mờ tối, một đại hán trung niên xuất hiện, nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này lập tức khiến người ta không rét mà run, sởn cả gai óc. Hừ, ngươi cũng không nhìn xem chúng là đệ tử của tông môn nào. Lại có một giọng nói khác vang lên, một người trung niên mặc áo đen toát lên khí thế lạnh lẽo chậm rãi bước ra. Người nọ quan sát đám người Lâm Nhất bằng ánh mắt như rắn độc. Hai mắt đại hán trung niên lập tức sáng ngời, hóa ra là đệ tử Hỗn Nguyên môn, thảo nào. Đây là một bầy dê béo khó gặp, đại ca không để ý ta ăn thịt một bữa chứ. Mau xử lý đi, nếu đã gặp chúng ta thì đương nhiên không thể giữ lại một tên nào. Tia rét lạnh thoáng qua trong mắt người trung niên áo đen, ông ta lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, hai người coi họ như không khí. Chỉ dăm ba câu đã quyết định sinh tử của họ. Nhưng khí tức huyền võ tầng 5 của hai người khiến người ta không dám nghi ngờ thực lực của họ. Cùng lúc đó, cách đây 20 dặm, 4 nam nhân và một nữ nhân đang đứng trên mấy cây cổ thụ chọc trời, ai cũng xinh đẹp tuấn tú, phong thái bất phàm. Họ như những vì sao lấp lánh, trăng sáng trên cao, có phong thái vô tận khó có thể tả hết. Trên mặt mỗi người đều có vẻ sắc bén, ngầm ẩn chứ không lộ liễu. Dù vậy,
họ vẫn khiến người ta nhìn mà tim đập loạn nhịp, cảm thấy tự ti không bằng. Nham Tâm, hình như là tiểu sư đệ đồng môn của ngươi, một nữ tử có diện mạo tuyệt thế, thanh nhã như nước, nhẹ giọng bảo. Giọng nói nhẹ nhàng nghe rất êm tai. Nếu Tả Vân có ở đây nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Nham Tâm, đệ tử chân truyền mạnh nhất của Hỗn Nguyên Môn. Đại sư huynh Nham Tâm, và cũng là một trong 8 công tử của đế đô, công tử Nham Tâm. Chương 611 lần này thật sự không ổn chút nào. Nếu nói như vậy, mấy người bên cạnh hắn cũng có phong thái vô song, không thua kém gì Nham Tâm. Có lẽ tất cả họ đều là nhân vật có địa vị ngang ngửa với 8 công tử của đế đô. Một người cười như không cười tiếp lời, việc này hơi khó, nếu chúng ta ra tay cứu giúp sẽ làm xáo trộn kế hoạch đối phó với đạo tặc Mạc La. Nham Tâm nghe vậy thì không được vui lắm, một trong số đó không phải đệ tử của tông môn chúng ta, chắc là Hân Tuyệt huynh biết, cứ để huynh ấy quyết định đi. Chờ một lát xem sao. Hân Tuyệt không nói ra câu trả lời mà công tử Nham Tâm muốn, khiến mấy người còn lại đều kinh ngạc. Thật thú vị. Bên ngoài bộ lạc Huyết Lang, dãy núi Ma Vân. Nhóm người Tả Vân cũng không ngờ lại gặp được 2 cao thủ tán tu ở trong núi sâu. Họ không chỉ có tu vi huyền võ tầng 5 đáng sợ, tà khí trên người cũng cực kỳ dày đặc. Nếu không giết hơn 1000 mạng người thì tuyệt đối không thể tích lũy được tà khí khủng khiếp như vậy. Chỉ nhìn lướt qua thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tà khí khác với sát khí, phải giết nhiều người mới có thể biến sát khí thành tà khí. Tà khí vốn chỉ xuất hiện ở yêu thú, những loại yêu thú tàn bạo bẩm sinh đã biết cách biến sát khí thành tà khí. Sau này có tà tu đã sử dụng phương pháp của yêu thú để giúp các võ giả có thể tu luyện tà khí. Nhưng một khi đã tu luyện tà khí thì không thể quay đầu, các đệ tử tông môn và võ giả chính đạo sẽ không ngưng luyện tà khí. Đại hán trung niên đeo trường cung cười nham hiểm, híp mắt nhìn đám người. Người trung niên áo đen đứng ở trong bóng tối như một con rắn độc, dường như không có ý định ra tay. Tả Vân cau mày, tán tu bình thường gặp đệ tử của tứ đại siêu nhiên tông môn sẽ không dám trêu chọc. Nhưng hai người này không hề e ngại hay lo sợ, có vẻ như ngày thường đã làm việc này rất nhiều lần. Tu vi huyền võ tầng 5, nếu hai bên đánh nhau thì e rằng sẽ không ai chạy thoát ngoại trừ hắn ta. Kể cả Lâm Nhất cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Lần này thật sự không ổn chút nào. Đại hán trung niên cười gằn, đúng lúc dạo này tà khí bị thụt lùi, đệ tử tông môn các ngươi dồi dào khí huyết, thực lực mạnh mẽ, có lẽ sau khi giết các ngươi, tà khí của ta sẽ có tiến bộ nhiều hơn. Sư huynh, phải làm sao đây? Đám người Trương Bình sợ run bần bật, đại hán trung niên vốn đã có tu vi cao hơn họ 2 tầng, cộng thêm tà khí trên người ông ta càng khiến người ta sợ hãi hơn. Các đệ tử Hỗn Nguyên Môn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cả đám mặt mũi trắng bệch, cảm thấy toàn thân vô lực. Họ không thể điều động tu vi của mình khi bị tà khí của đối phương xâm nhập vào người. Tả Vân khịt mũi, bước tới một bước, trầm giọng nói, nếu các hạ chỉ muốn cướp của thì chúng ta có một ít linh ngọc, nhưng nếu dùng đến sức mạnh, Hỗn Nguyên Môn cũng không dễ động vào. Chương 612 2000 viên. Nói xong, trên người Tả Vân tràn ngập lực lượng long tượng cổ xưa, khí thế của hắn ta điên cuồng tăng mạnh. Chỉ trong tích tắc, nó đã mạnh không thua gì tà khí của đại hán trung niên. Đám người Trương Bình lập tức cảm thấy áp lực trở nên nhẹ hơn. Đại hán trung niên nhíu mày, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt, nụ cười trên mặt ông ta biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Thấy đối phương có vẻ kiêng dè, Tả Vân cũng ngầm hiểu ý, thản nhiên nói tiếp. Nếu các hạ thật sự muốn ra tay, ta vẫn có thực lực bước ra khỏi dãy núi Ma Vân. Chỉ cần ta không chết, sau khi Hỗn Nguyên Môn biết chuyện này, dù hai người có trốn đến chân trời góc biển, họ cũng sẽ không buông tha cho các ông. Ngươi đang uy hiếp ta đấy sao? Đại hán trung niên lập tức nổi giận, tà khí trên người càng thêm nồng đậm. Không phải uy hiếp, là giao dịch. Mỗi người chúng ta sẽ đưa cho các ông 1000 viên linh ngọc, ông thả chúng ta đi. Chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Thấy đại hán trung niên tức giận, trong lòng Tả Vân càng tự tin hơn, hắn ta đưa ra một ý kiến rất hấp dẫn. Đại hán trung niên trầm ngâm không đáp, dường như đang do dự,
quay đầu lại nhìn về phía người trung niên áo đen. Trong bóng tối, người trung niên áo đen không để ý gật đầu. Đại hán đeo trường cung quay đầu lại trả lời, được thôi, ta đồng ý, nhưng phải tăng số lượng linh ngọc lên đến 2.000 viên, đừng đưa ra điều kiện với ta. 2.000 viên. Tả Vân sầm mặt lại, số lượng này hơi lớn, nhưng có thể bảo vệ được mạng sống của đám người Trương Bình cũng đáng giá. Hắn ta bèn cắn răng đáp, được thôi. Đại hán trung niên cười, vậy ngươi bắt đầu trước đi. Tả Vân vỗ vào túi chữ vật, định lấy linh ngọc ra. Nhưng hắn ta vừa thả lỏng một chút thì đột nhiên cảm ứng được một hơi thở nguy hiểm. Phụt! Trong bóng tối, một cái bóng đen lặng lẽ lao đến, không chờ Tả Vân phản ứng. Bóng đen đã cắn mạnh vào cổ hắn ta, đó là một con rắn độc đáng sợ. Tả Vân lập tức cảm thấy toàn thân dần yếu đi, tay chân tê liệt, không còn chút sức lực. Ha 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 ha, đệ tử tông môn vẫn ngây thơ như cũ. Bùm! Đại hán trung niên cười phá lên, khí thế trên người lại tăng vọt, tăng gấp đôi so với trước đó. Tả Dân trúng kịch độc, bị cú đấm ẩn chứa chân nguyên kinh khủng của ông ta đánh văng ra xa. Sư huynh! Cảnh tượng xảy ra trong tích tắc khiến đám người Trương Bình kinh hãi. Một đám ăn hại, quỳ xuống hết cho lão tử, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Chương 613 hoàn toàn không để ý. Tà khí cuồng bạo kèm theo uy áp khủng khiếp khiến đám người Trương Bình chỉ mới huyền võ tầng 3 không thể chịu nổi, khóe miệng chảy máu, ngã gục xuống ngay tại chỗ. Luồng tà khí vô hình kia tựa như một ngọn núi đè lên người họ, khiến họ không thể thi triển tu vi của mình, nằm sấp dưới đất, không động đậy nổi. Vẻ khinh thường lóe qua trong mắt đại hán trung niên, ông ta mắng, rác rưởi. Tông môn thật lãng phí khi dùng tài nguyên cho các ngươi. Vậy sao? Nhưng lúc này có một tiếng cười khẩy vang lên, nghe vô cùng chói tai. Đại hán trung niên sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng thứ ông ta nhìn thấy lại là một tia quyền mang từ xa đến gần, nó như một lưỡi kiếm sắc bén, liên tục phóng to trong tầm mắt của ông ta. Đợi đến khi hoàn hồn lại, ông ta đã không thể né tránh tia quyền mang ẩn chứa kiếm ý vô cùng mạnh mẽ kia. Quyền hệt như kiếm, kiếm hệt như quyền, nhân đa lưu ảnh, nhất bộ thất quyền. Trong tiếng động lớn, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên, bảy cái bóng mở chồng chất lên nhau. Trong nháy mắt, tia quyền mang chất chồng bắn vào ngực gã đại hán trung niên. Phụt! Đại hán trung niên bị đánh bay ngay tại chỗ. Hộc ra một búng máu rồi ngã xuống đất. Khi đại hán trung niên định đứng lên, tiếng xương sườn gãy liên tục vang lên trước ngực ông ta, làm ông ta đau đến mức ngã gục xuống. Luồng kiếm kình chồng chất bảy tia quyền mang điên cuồng tàn phá trong cơ thể ông ta, nhất thời ông ta không thể đứng dậy. Trong mắt ông ta lập tức lóe qua vẻ hoảng sợ, chuyện này sao có thể? Một cú đấm, chỉ một cú đấm đã làm ta tàn phế ư? Thiếu niên trước mặt chỉ có tu vi huyền võ tầng 2, vừa rồi ông ta cũng không coi trọng hắn. Hoàn toàn không để ý. Vèo. Trong không gian mờ tối, một bóng đen lặng lẽ nhào về phía cổ Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất không thèm nhìn, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng bước về phía đại hán trung niên. Trong bóng tối, người trung niên áo đen cười nhếch mép, suy cho cùng cũng chỉ là một tên vô dụng. Lát nữa ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Chương 614 chạy thoát được à? Khí yêu sát khủng khiếp từ trên người huyết long mã bùng nổ, tứ chi của nó nhanh chóng lao đi, trong chớp mắt đã chắn trước mặt Lâm Nhất, há miệng nuốt con rắn độc kia vào bụng. Sột soạt. Huyết long mã nhe răng cười với người trung niên áo đen, lộ ra hai hàm răng cửa, nó nhai thật kỹ rồi nuốt con rắn độc này xuống bụng ngay trước mặt ông ta. Rắn cạp nia của ta. Người trung niên áo đen trợn to mắt, trong mắt như sắp rơi ra ngoài, con rắn cạp nia mà ông ta nuôi gần 10 năm đã giúp ông ta giết rất nhiều người. Ngày hôm nay, ở ngay trước mặt ông ta, nó đã bị một con ngựa ăn. Ăn sống mất. Lôi long giáng thế, thiểm điện trùng thứ. Chiếc sừng cổ xưa lập lòe ánh sáng lạnh, vừa cứng rắn vừa sắc bén, đột nhiên tóe ra tia chớp lóa mắt. Chiếu sáng cả khu vực này còn hơn cả ban ngày. Cơ thể đỏ như máu toát lên một tia long uy, nó lao qua như cuồng long giáng thế,
để lại ở phía sau lưng một tia chớp lóa mắt. Người trung niên áo đen chưa kịp phản ứng lại sau hình ảnh hai hàm răng cửa của huyết long mã, đã bị nó đâm văng ra. Bốp! Ngực bị chiếc sừng đâm thành một cái lỗ máu to bằng miệng bát, máu phun ra như suối. Thiểm điện trùng thứ do huyết long mã thi triển ngày hôm nay mạnh hơn nhiều so với lúc đối phó Lâm Nhất. Nếu như thi triển phải dùng gần như hết sức lực. Vừa đâm bay người áo đen xong, nó thở gấp, vô lực đuổi theo. Sau khi bị đâm văng ra rồi ngã xuống đất, người trung niên áo đen lập tức đứng dậy bỏ chạy, không dám ở lại. Bộ dạng của ông ta thảm hại, không còn vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng như trước đó. Chạy thoát được à? Sau khi giết chết đại hán trung niên, Lâm Nhất hừ một tiếng, vẻ mặt không chút cảm xúc. Hắn vung tay lên, hộp đựng kiếm mở ra, sau đó giơ tay cầm lấy táng hoa kiếm giữa cơn mưa hoa tường vi đầy trời. Khi tay phải hắn cầm chặt lấy chuôi kiếm, một luồng bá khí vô tận từ trên người Lâm Nhất điên cuồng phóng ra. Một kiếm quét ngang bốn phương, một kiếm chém dọc tám hướng, một kiếm xuyên chín tầng mây, một kiếm chặt đứt mây trôi. Chương 615 hắn ta không thể ngờ được Lâm Nhất. Bốn phương tám hướng, mây răng chín tầng. Hoa tường vi bay tứ tung, Lâm Nhất giận dữ rút kiếm, vung lên theo gió. Ở những nơi hắn đi qua, kiếm chưa vung lên, luồng kiếm thế bá đạo mãnh liệt đã khiến hàng cây cổ thụ chọc trời lần lượt nổ tung rồi đổ xuống. Người áo đen đang chạy trốn đột nhiên căng thẳng, nhận thấy được sự uy hiếp. Ông ta vội vàng ngoảnh đầu lại nhưng không thấy gì cả, khi ông ta định xoay người. Nhát kiếm càn quét bốn phương, mây răng chín tầng, vung lên theo gió, ẩn chứa bá khí đảo loạn thiên hạ, đã chém ông ta thành hai nửa. Keng! Trong cơn mưa máu, Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, gió lớn thổi qua, trên chiếc áo xanh của hắn không hề dính một vệt máu. Các đệ tử Hỗn Nguyên Môn đang nằm dạp dưới đất, lần lượt bò dậy, nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt ngoác mồm. Trong mắt họ tràn đầy chấn động, chố mắt đứng nhìn, đầu óc trở nên mờ mịt. Đặc biệt là Trương Bình, cái miệng vốn đã to, nay lại há to thêm gần như có thể nhét một quả trứng gà vào. Hắn ta không thể ngờ được Lâm Nhất, người vẫn luôn bị hắn ta khinh bỉ, cười nhạo chỉ biết chiếm hời trước đó, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Nghĩ lại mình trêu chọc đối phương mấy lần mà chỉ bị đá hai cú. Hắn ta không nhìn được sợ hãi, trong mắt đầy kinh hoàng, nếu Lâm Nhất xấu tính thì dù hắn ta có 9 cái mạng cũng không đủ cho đối phương giết. Vừa nghĩ tới đây, Trương Bình không cầm được dùng mình, run rẩy nói, mẹ nó, rốt cuộc ta đã đắc tội ai thế này? Trên ngọn cây, 5 người phía công tử Nham Tâm nhìn thấy cảnh tượng diễn ra cách đó 20 dặm, trong mắt họ đều có vẻ kinh ngạc. Không ngờ một đệ tử ngoại môn huyền võ tầng 2 của Lăng Tiêu Kiếm Các lại giết được hai tên thuộc hạ huyền võ tầng 5 của đạo tặc Mạc La. Điều này thực sự hơi khó tin, khiến người ta phải ngạc nhiên. Nếu ta không nhìn lầm, nhát kiếm vừa rồi hẳn là bá kiếm. Ghê thật, mấy năm nay Lăng Tiêu Kiếm Các đúng là thuận buồm xuôi gió, trước kia có Bạch Lê Hiên, bây giờ lại xuất hiện thêm một kỳ tài kiếm đạo. Thảo nào vừa rồi Hân Tuyệt huynh bảo chờ một lát xem sao, quả thật rất bất ngờ. Các nhân tài kiệt xuất, tiếng tăm lẫy lừng của Đại Tần Đế Quốc nhẹ giọng khen ngợi, trong mắt tràn đầy hứng thú. Công tử Nham Tâm lạnh lùng nói, có gì ghê gớm đâu, hắn chỉ đánh bất ngờ và dựa vào ma sủng hung ác của mình thôi. Nếu Tả Vân không bị rắn độc cắn, hai gã tán tu này hợp sức cũng không làm gì được hắn. Mọi người chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Họ biết Nham Tâm cảm thấy khó chịu khi sư đệ của mình bị so sánh với Lâm Nhất. Hân Tuyệt lên tiếng, gây ra động tình lớn như vậy, Mạc La không biết cũng khó, nói không chừng hắn sẽ đích thân đến kiểm tra, có lẽ chúng ta sẽ phải thay đổi một phần kế hoạch. Vừa nhắc tới chính sự, nụ cười trên mặt mấy người dần dần biến mất. Suy cho cùng, Lâm Nhất và Tà Vân cũng chỉ là hai hậu bối, đối với mấy nhân tài kiệt xuất, tiếng tăm lừng lẫy như họ sẽ không để tâm lắm. Chương 616. Phía công tử Nham Tâm không hề để ý, phía Trương Bình thì thở phào nhẹ nhõm. Trải nghiệm vừa rồi có thể dùng từ cực kỳ kinh khủng để miêu tả, giống như đi dạo địa ngục về. Tà khí xâm chiếm, toàn thân trên dưới đều không cử động được, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm,
đến giờ họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lâm Nhất lấy hai túi trữ vật của hai tán tu ra, đút cho Huyết Long Mã một viên đại huyền đan. Tiểu Hồng chỉ hơi yếu một chút, nghỉ ngơi là sẽ hồi phục. Còn con rắn độc đó thì sao? Huyết Long Mã hầu như không gì không dám ăn trong dãy núi Ma Vân, một con rắn độc nho nhỏ chỉ đủ nhét kẽ răng. Còn lâu mới đủ để đầu độc nó. Tả huynh không sao chứ? Lâm Nhất đến bên Tả Vân rồi hỏi. Hắn ta bị rắn độc cắn, lại bị đại hán trung niên đánh một quyền bị thương. Chỉ sợ bị thương không thẹ, nhưng với thể lực của Tả Vân chắc chắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Không chết được, nhưng e rằng không thể khôi phục trong thời gian ngắn, độc tố này khá khó giải. Trên mặt Tả Vân hiện lên những đường đen mờ gớm ghiếc do độc tố tụ lại, tình hình không ổn lắm. Đám Trương Bình nhìn Lâm Nhất, trong lòng rất kinh ngạc. Chỉ một mình hắn đã giết được hai tán tu cảnh giới huyền võ tầng 5, sức chiến đấu này thật rất kinh người. Lần này may nhờ có ngươi, nếu ngươi không ra tay thì sợ rằng hôm nay chúng ta đều phải chết ở đây. Đám tán tu đó thật quỷ quyệt. Nhắc đến hai tán tu, trong mắt Tả Vân hiện lên lửa giận khó tiêu tán, trải nghiệm lần này cho hắn ta một bài học khó quên. Bất cứ lúc nào cũng không được tin lời hứa của tán tu, nhất là tán tu đã ngưng luyện được tà khí. Lâm Nhất không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Tán tu xảo quyệt, tà khí đáng sợ. Nhưng ngoài những thứ này ra, những thứ khác đều chẳng là gì, dù là võ kỹ công pháp hay nhãn giới thật ra đều chẳng bằng đệ tử tông môn. Chẳng qua là dựa vào kinh nghiệm phong phú, xảo quyệt đa đoan, lại thêm có tà khí nên mới khiến người ta khó có thể chống lại. Nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, hắn nhẹ giọng bảo, Tả huynh, huynh lên ngựa trước rồi mau đi đi. Nơi đây không an toàn, đám người đó chắc chắn còn có đồng bọn. Nghĩ đến cuộc trò chuyện của hai tán tu lúc trước, Tả Vân không khách sáo nữa, xoay người ngồi lên lưng Huyết Long Mã. Những người khác đã thoát chết, không dám lơ là lời Lâm Nhất nói. Nhưng họ vừa định đi thì một tiếng hừ lạnh và sát khí lạnh lẽo kéo đến. Một luồng khí tức đáng sợ dâng lên từ nơi sâu thẳm của bộ lạc Huyết Lang. Bùm! Luồng khí thế tới gần, áp lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Nhất đều biến sắc, cảm thấy vô cùng khó chịu. Giết người của Mạc La Ta, muốn đi là có thể đi sao? Dầm! Chương 617. Một bóng người lóe lên trên bầu trời, khi lời vừa dứt thì chủ nhân của cái bóng đó cũng vững vàng đáp xuống trước mặt mọi người. Tu vi thâm hậu diễn hóa thành uy áp mạnh mẽ, giống như làn sóng dâng trào, cuồn cuộn kéo đến. Phụt! Đám Trương Bình lập tức phụt máu, bị luồng khí thế ấy hất văng. Huyết Long Mã cũng hoảng loạn, suýt thì hất Tả Vân xuống. Mắc la! Trong mắt Tả Vân lướt qua một tia hoảng sợ, run giọng nói, Lâm Nhất. Đây là tán tu thuộc nhóm 10 người đầu tiên trong bảng đế quốc đạo tặc, một năm trước đã có tu vi huyền võ tầng 9. Thân hình Mạc La gầy gò, bên mặt trái có một vết sẹo gớm ghiếc, ánh mắt hắn ta lúc này đang nhìn vào Lâm Nhất. Khoảng cách tu vi chênh lệch những 6 tầng khiến sắc mặt Lâm Nhất vô cùng nghiêm nghị khi gặp phải nhân vật thế này. Không có cơ hội chiến thắng, ngoài việc tìm cách rời đi thì không còn cách nào khác. Trên người người có huyết khí. Mắt Mạc La lóe lên, xác định kẻ giết người chính là Lâm Nhất. Không có lời thừa thãi, bàn tay gầy khô như móng vuốt sắc bén vươn về phía Lâm Nhất. Tốc độ thật nhanh. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, hắn bước ra một bước. Rác! Vừa mới lùi lại một bước, Mạc La đã bóp vỡ tàn ảnh Lâm Nhất để lại, tiếp tục đuổi theo để bắt han. Khoảng cách tu vi chênh lệch rất lớn. Nếu Lâm Nhất bị bắt rất có thể sẽ bị xé nát ngay tại chỗ. Nhanh quá! Tốc độ của Mạc La khiến mọi người hoàn toàn không thể nhìn rõ, ba đạo tàn ảnh liên tiếp bị bóp vỡ. Tàn ảnh thứ tư còn chưa kịp ngưng tụ thì móng vuốt lạnh lẽo sắc bén của Mạc La đã sắp chạm tới đầu Lâm Nhất. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Vào thời khắc sinh tử, Lâm Nhất vẫn không hoảng sợ, hắn dang rộng hai tay, giống như kim ô cổ đại. Ngọn lửa bốc lên rồi đột ngột rút lui. Rõ ràng móng vuốt đã sắp bắt được Lâm Nhất nhưng lại chỉ chộp được không khí. Tự tìm cái chết. Không bắt được Lâm Nhất khiến Mạc La nổi giận, sát khí trên người nhanh chóng ngưng tụ thành tà khí hung hãn. Tà khí trên người hắn ta còn đáng sợ hơn hai tán tu lúc trước,
dường như sắp ngưng tụ thành thực chất. Ngưng tụ thành quang, búng tay sát thương người. Lâm Nhất bình tĩnh, Kim Ô tung cách còn chưa hoàn toàn đáp xuống, vừa bay về phía sau vừa gọi đạn chỉ thần kiếm. Tử Diên Hoa nặng như núi trong đan điền muốn rời nửa tấc cũng khó vô cùng. Bang! Thoáng chốc, 10 đạo kiếm mang phóng ra, mỗi sợi kiếm mang đều ẩn chứa kiếm ý dồi dào mà hắn lĩnh ngộ được trong thời khắc sinh tử, cùng với kiếm kình thuần túy nhất của Tử Diên kiếm quyết. Chương 618. Chân nguyên toàn thân hắn tuôn ra, ngưng tụ thành 10 đạo kiếm mang. Chút tài mọn mà thôi. Mạc La cười khẩy, chẳng hề để tâm. Phế vật huyền võ tầng 2 dù có bí kỹ trong tay cũng chẳng đủ để làm hắn ta bị thương dù chỉ một chút. Nhưng khi 10 đạo kiếm mang thực sự tới gần lại khiến lòng hắn ta dâng lên một tia hoảng sợ không rõ lý do. Sắc mặt Mạc La hơi thay đổi, thoáng chốc lùi lại 3 bước, lùi ra cả 100 mét, tránh được tất cả 10 đạo kiếm mang. Rầm, kiếm mang xuyên qua những cây cổ thụ chọc trời xung quanh, những cây đại thụ cao hàng trăm trượng cũng bị đập nát thành bột mịn chỉ với một cú va chạm. Mạc La hít sâu một hơi, nhìn vào hai mắt của Lâm Nhất, từ từ híp mắt lại. Chân nguyên khắp toàn thân Lâm Nhất dường như đã cạn kiệt, nhìn thấy cảnh này, trong mắt hắn không khỏi có chút thất vọng. Nếu như 10 đạo kiếm mang đều có thể đánh trúng đối phương thì có lẽ hắn không chết cũng phải tàn phế. Nhưng đáng tiếc, dù gì cũng là người đứng trong danh sách 10 đạo tặc hàng đầu, thường xuyên phải sống trong cảnh chém giết sinh tử, quá nhạy cảm với nguy hiểm. Một khi phát giác ra được chút gì đó, với thực lực tu vi đã mở ra 9 đạo huyền mạch của đối phương thì quá dễ dàng né được. Đám người Trương Bình đều ngây ra như phỗng. Trong đó bao gồm cả Tả Vân cũng ngạc nhiên hết sức, bọn họ nhìn thấy Mạc La đích thân đến đây thì đã bị dọa cho sợ bay cả hồn vía. Đừng nói là đối đầu trực diện, có thể nhúc nhích một chút cũng đã giỏi lắm rồi. Nhưng Lâm Nhất không những chẳng hề có chút sợ sệt nào, mà còn đánh nhau với đối phương mấy chiêu. Suýt chút nữa là mắc bẫy của ngươi rồi. Mạc La không dám sơ ý nữa, tia sáng lạnh lẽo lóe qua đôi mắt hắn, sau đó lại đánh về phía Lâm Nhất thêm lần nữa. Cút về đi. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc bóng từ trên trời giáng xuống. Kiếm thế dồi dào, mạnh mẽ như vầng thái dương đột ngột xuất hiện trong không trung. Cánh tay vung lên liền vung ra một chưởng. Âm. Trong tình thế không hề có sự chuẩn bị trước, Mạc La bị một chưởng này đánh lui về phía sau. Trong âm thanh ầm ầm, mặt đất rung lên bần bật. Sư huynh Hân Tuyệt. Lâm Nhất hơi ngạc nhiên, có thể nào cũng không ngờ được sư huynh Hân Tuyệt lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lại có kẻ đâm đầu vào chỗ chết. Sau khi hết ngạc nhiên, khóe miệng Mạc La cong lên nụ cười méo mó, giọng nói đầy vẻ âm hiểm. Đạo tặc Mạc La, chết đến nơi rồi còn không biết thân biết phận hay sao? Có người bật cười lạnh lùng, tay cầm trường thượng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo từ từ hiện thân. Khắp người đầy thương ý, phong mang sắc bén, khiến người ta không dám nhìn trực diện, chỉ đứng yên thôi đã đủ để làm cho ánh mắt mọi người đau nhức. Chương 619. Tả Vân nhận ra được người đang ngồi trên lưng huyết long mã, kêu thất thanh, Tần Thiên Học Phủ, công tử Trường Cát. Vẻ kinh ngạc trong ánh mắt còn chưa kịp tan đi, trên bầu trời đột nhiên có giọng nói vang vọng. Một vầng ánh trăng từ từ hạ xuống. Đi cùng với vầng ánh trăng là gương mặt nữ tử tuyệt đẹp nhưng cũng lạnh lùng tựa như ánh trăng. Ma Nguyệt Sơn Trang, công tử Thủy Nguyệt. Lại có 2 đạo phong mang mạnh mẽ xuất hiện từ phía sau chặn đứng đường lui của Mạc La. Công tử Nham Tâm của Hỗn Nguyên Tông, công tử Bạch Lộc của Thần Sách Doanh. Một nửa trong nhóm 8 đại công tử đế đô lại xuất hiện ở nơi này, mục tiêu của bọn họ rõ ràng chính là Mạc La. Kẻ tung hoành Đại Tần, giết người vô số, nằm trong danh sách 10 đạo tặc hàng đầu. Trong lòng đám người Tả Vân như sóng cuộn trào, bọn họ phải may mắn nhường nào mới có thể nhìn thấy 4 vị công tử tề tựu một chỗ thế này. Công tử Trường Cát, người đứng đầu Tần Thiên Học Phủ, một thân thương thuật xuất thần nhập hóa, trong thế hệ những người trẻ tuổi không có ai bì kịp. Công tử Thủy Nguyệt, trong 8 công tử đế đô chỉ có duy nhất một người là con gái. Không những có vẻ đẹp tuyệt thế, dung mạo như trăng như nước mà còn nắm được tuyệt học của Ma Nguyệt Sơn Trang. Theo như lời đồn, là đệ tử tu luyện công pháp Thủy Nguyệt Lưu Thiên đến tầng thứ 3 nhanh nhất. Công tử Nham Tâm, đệ tử chân truyền của người đứng đầu Hỗn Nguyên Môn, người có nhục thân dũng mãnh nhất trong thế hệ những thanh niên trẻ tuổi của đế quốc Đại Tần.
Sức mạnh củ đấm đã đạt đến 90.000 cân, chỉ kém sức mạnh nhất đỉnh một chút. Công tử Bạch Lộc, nhân tài trẻ tuổi được thần sách doanh ngầm bồi dưỡng, dùng cách thức thực chiến, trải qua sinh tử trên chiến trường, khác biệt hoàn toàn với các tông môn khác để rèn luyện. Nuôi dưỡng quân uy, tu luyện được một thân khí chất sát phạt, được xưng tụng là sát thần trong thế hệ người trẻ tuổi, có biệt danh là thiếu soái. Bốn người đều là những người nổi tiếng hiển hách, trong lãnh thổ rộng lớn của đế quốc Đại Tần, không ai không biết, không người nào không từng nghe danh. Danh xưng của các công tử đã thấm sâu vào lòng mọi người. Bất kỳ người nào xuất hiện là đã đủ để gây xôn xao. Nay bốn vị công tử tề tựu, đồng thời đối phó với một người, quả thực khiến người ta không thôi. Các ngươi đi trước, nếu không chút nữa đại chiến, chắc chắn sẽ liên lụy đến các ngươi. Lâm Nhất vừa mới định đi qua chào hỏi sư huynh Hân Tuyệt lại quay lưng lại với tất cả mọi người, một luồng chân khí mạnh mẽ bung ra từ trên người hắn. Sức mạnh chân nguyên hội tụ ào ạt như sóng biển, mấy người còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đẩy bật ra xa. Đối diện với tu vi thâm hậu như vậy, bọn họ gần như không hề có năng lực để chống đỡ. Đợi đến khi bọn họ chân chạm đất thì đã cách xa đến hơn 1.000 mét. Dầm! Nhóm người cùng với huyết long mã nặng nề chạm đất, tiếng động vang dội như vậy nhưng không có người nào bị thương. Mấy người còn chưa kịp ngạc nhiên thì mắt bỗng nhiên hoa lên. Các loại hiện tượng kỳ lạ đồng thời xuất hiện khiến trước mắt mọi người chao đảo. Chương 620. Uy áp đáng sợ mịt mù dần bao phủ khắp bầu trời, trong âm thanh ầm ào, mặt đất rung chuyển, cuồng phong thét gào. Nhưng nhóm bốn công tử đã dứt khoát tế võ hồn, không hề có ý định thử vận may. Cuồng phong ập đến, đi kèm theo là phong mang sắc bén, khiến đám người Lâm Nhất không mở nổi hai mắt, đến mức đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn. Mau đi thôi. Lâm Nhất dắt huyết long mã, kéo từng người trong nhóm Trương Bình đứng dậy. Nhanh chóng rời khỏi khu vực chiến trường đến đầu cũng không ngoái lại. Trong mắt mấy người toàn là vẻ sợ hãi, vô cùng căng thẳng, không cần Lâm Nhất phải nói nhiều đã co giò chạy thật nhanh. Lâm Nhất quay đầu lại nhìn, ở chính giữa chiến trường kia còn có thêm rất nhiều bóng người tham chiến. Đó là thủ hạ của đạo tặc Mạc La, nhưng đám người này còn chưa kịp đến gần thì đã bị bật tung ra ngoài. Trong làn mưa máu, cơ thể vốn hoàn chỉnh nay chia 5 xẻ 7, cực kỳ thảm thiết. Khóe môi khẽ co giật, Lâm Nhất không tiếp tục xem nữa, chẳng trách Hân Tuyệt chẳng nói chẳng rằng đã hất tung bọn họ ra xa. Loại giao đấu thuộc đẳng cấp này quả thực quá tàn khốc. Xem ra trước đó, Mạc La giao đấu với hắn rõ là chưa dốc hết sức. Nếu không, cũng không đến mức bị hắn ép lui. Nghĩ lại, đúng là may mắn, coi như hắn đã nhặt mạng này của mình. Mấy người chẳng kịp mở miệng nói chuyện, cứ liên tục di chuyển hơn nửa canh giờ cho đến lúc tiếng giao đấu đáng sợ kia chỉ còn rất nhỏ mới dừng lại. Thực lực của các công tử thật là đáng sợ. Vẻ mặt Trương Bình lúc này mới hoàn hồn mang đầy khiếp sợ, sự việc ngày hôm nay có quá nhiều bất ngờ khiến người khác đau tim. Đầu tiên là hai gã tán tu dồn ép mấy người bọn họ đến bước đường cùng, sau đó Lâm Nhất thể hiện năng lực thực sự của mình. Tất cả những chuyện đó đã đủ gây ra quá nhiều kinh hãi cho bọn họ. Nhưng không thể ngờ được, tiếp đó đích thân Mạc La trong danh sách 10 đạo tặc đứng đầu xuất hiện. Cuối cùng, càng không thể ngờ đến là, bốn công tử tề tựu, muốn bắt tay giết chết Mạc La. Chỉ đáng tiếc, bọn họ không thể tận mắt chứng kiến cuộc đại chiến chắc chắn sẽ làm rung động cả đế quốc này. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, nhắm mắt điều tức để khôi phục lại chân nguyên đã bị tiêu hao. Tu luyện tử diên kiếm quyết mà ngưng tụ thành tử diên hoa, không sử dụng đến thì thôi, một khi động đến thì lượng chân nguyên tiêu hao là cực kỳ lớn. Nhưng lực sát thương và sức công phá thì cũng khác hẳn ngày trước. Với cảnh giới hiện tại của hắn, tử diên hoa chỉ có thể dịch chuyển được nửa tấc, đến lúc nào mới có thể chuyển động hết một vòng thì uy lực khủng khiếp của tử diên kiếm quyết mới thực sự được thể hiện ra, mới không hổ với danh tiếng của công pháp thượng cổ. Mới chỉ có nửa tấc thôi mà đã khiến cho đạo tặc Mạc La cảm thấy chút uy hiếp, hắn vô cùng chờ mong sự lớn mạnh về sau này của kiếm quyết. Sự xuất hiện của bốn công tử cũng coi như cho hắn thấy được năng lực thực sự của nhóm người này. Mặc dù quen biết khá thân với công tử Lưu Thương, nhưng tính tình đối phương luôn ôn hòa, mi thanh mục tú, bất giác khiến người ta bỏ qua thân phận công tử của hắn. Được tận mắt trông thấy năng lực thực sự của nhóm các công tử mới biết được khoảng cách giữa hắn và bọn họ xa nhường nào.
Chương 621. Trong lòng Lâm Nhất vô cùng tò mò về cảnh tượng giao đấu giữa bốn công tử và Mạc La, nhưng đến cuối cùng cũng kiềm chế không để sự xúc động chi phối. Hân Tuyệt nếu như đã đưa bọn họ ra ngoài thì chắc chắn sẽ có lý do của huynh ấy. Sau khoảng thời gian vài chén trà, Lâm Nhất mở mắt ra đầu tiên, tia sáng nơi đáy mắt lấp lánh, chân nguyên đã khôi phục được khoảng 7-8 phần. Ngay sau đó, nhóm người của Hỗn Nguyên Môn cũng lần lượt mở mắt ra. Độc tố trên mặt Tả Vân đã biến mất sạch sẽ, khí sắc được khôi phục lại như lúc ban đầu, thấp thoáng trong đó, dường như còn tươi sắc hơn trước. Ngược lại, khiến cho Lâm Nhất có chút bất ngờ. Long tượng chiến thể quyết trong lúc loại bỏ độc tố còn có thể tăng tiến tu vi. Một công pháp thú vị, không biết Lăng Tiêu Kiếm các còn có đoạn thể thần quyết nào sánh được không? Ánh mắt Tả Vân quét một vòng sau đó rơi lên người Lâm Nhất, trong mắt mang đầy ý tứ sâu xa. Hắn ta bây giờ đã dám chắc, sau trận chiến với Huyết Lang Vương ngày đó, kiếm ý dồi dào mà hắn cảm nhận được chắc chắn là thực. Lâm huynh đúng là giấu giếm tài năng, nếu không phải hôm nay đụng trúng đạo tặc Mạc La, chỉ sợ nhóm người chúng ta còn không biết Lâm huynh che giấu thực lực như vậy. Quả thực là vượt xa ngoài tầm dự đoán của chúng ta, trước đó đã có nhiều điều thất lễ rồi. Trong mắt Tả Vân bùng lên ý muốn so tài, bây giờ hắn đã hoàn toàn coi Lâm Nhất là đối thủ cạnh tranh. Không còn chút vẻ khinh thường nào nữa. Trương Bình và nhóm đệ tử Hỗn Nguyên Môn đều có chung cảm nhận, cực kỳ tán thành lời nói của sư huynh. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất cũng thoáng vẻ kiêng dè. Lâm Nhất bình tĩnh nói, quá khen rồi. Không. Tả Vân nghiêm túc nói, ta trước giờ không tùy tiện khen ai, thực lực của Lâm huynh quả thực khiến tại hạ bất ngờ. Bất kể là việc ngươi giết chết hai kẻ tán tu cảnh giới huyền võ tầng thứ 5, hay là đánh được vài chiêu với đạo tặc Mạc La đều khiến cho tại hạ vô cùng chấn động. Cường điệu vậy sao? Giết chết hai tán cảnh giới huyền võ tầng thứ 5 và gã đàn ông trung niên là việc hoàn toàn bất ngờ, nhất bộ thất huyền của hắn nếu như đều đánh chúng, dưới sức mạnh của quyền mang kiếm kình, loại uy lực đó không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài mọi người nhìn thấy. Đám người trung niên áo đen hầu như bị tia chớp của huyết long mã tấn công, hắn chẳng qua là thêm một đao sau đó mà thôi. Còn về đạo tặc Mạc La, có đánh qua đánh lại cũng chỉ là bề ngoài. Mạc La kia rõ ràng chưa hề dùng hết sức lực, chỉ một chảo thôi đã ép hắn phải dốc hết toàn lực. Sau khi sử dụng đạn chỉ thần kiếm thì lại càng tiêu hao hết sạch chân nguyên, cũng may là sau đó sư huynh Hân Tuyệt xuất hiện. Nếu không thì chỉ đành phải trông chờ vào huyết long mã có thể đưa hắn chạy trốn thôi. Trong lòng Lâm Nhất hiểu rất rõ thực lực của mình. Không cần thiết phải khiêm tốn nhưng cũng đánh giá quá cao bản thân. Mỉm cười hờ hững không tranh luận thêm. Nếu không có việc gì quan trọng, ta cáo từ trước, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Lâm Nhất đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chương 622. Đợi một chút, Tả Vân cũng đứng dậy theo gọi Lâm Nhất lại. Chuyện gì? Hiếm khi được gặp nhau thế này, lần sau gặp lại chỉ sợ ít cũng phải nửa năm. Ta và ngươi cọ sát một chút được không, đến giới hạn thì dừng. Ý muốn so tài hừng hực trong đáy mắt Tả Vân, trong mắt hắn, Lâm Nhất đã hoàn toàn xứng đáng trở thành đối thủ khiến hắn phải tôn trọng. Tu vi mặc dù cách biệt hai tầng, nhưng chân nguyên cô đọng rồi rào kia không hề kém hơn so với hắn. Lâm Nhất xoay người nhảy lên lưng ngựa, Tả huynh đừng vội, vết thương của ngươi mới lành. Ta không cần thiết phải lợi dụng điểm này để chiếm ưu thế. Ngày sau ắt sẽ có cơ hội để giao đấu, ta đi đây. Từ chối đối phương, vỗ nhẹ vào huyết long mã sau đó phi như bay rời khỏi khu rừng. Gã này, thật là ngông cuồng. Đám người Trương Bình của Hỗn Nguyên Môn cảm thấy có chút bất bình, Lâm Nhất lại chẳng cho Tả sư huynh một cơ hội nào. Từ chối thẳng thừng như vậy, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ có chút mất mặt. Tả Vân ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, cười nói, hắn có vốn liếng để ngông cuồng. Trước đó quả thực đã đánh giá thấp hắn rồi, trở về phải đi tìm hiểu thật kỹ về thông tin của người này. Trong Lăng Tiêu Kiếm Các, hắn chắc chắn không phải là kẻ không có tiếng tăm gì. Sau khi tách ra khỏi nhóm người của Hỗn Nguyên Môn, Lâm Nhất phóng như bay trên đường, không hề ngơi nghỉ. Tả Vân muốn so tài với hắn chẳng qua là vì chưa nhìn thấu hắn nên muốn tìm hiểu đến cùng mà thôi. Nhưng Lâm Nhất lại đã nhìn thấu hắn ta rồi. Hai người nếu như giao đấu thì hẳn là cân tài cân sức, thắng thua ít nhất cũng sẽ được quyết định trong vòng 500 chiêu. Ai thắng ai thua,
còn phải xét đến tính phát huy năng lực lúc chiến đấu, ưu thế không quá lớn. Có lẽ, Tả Vân có thể dựa vào ưu thế nhục thân và tu vi để tiêu hao Lâm Nhất. Có lẽ, Lâm Nhất có thể dùng một kiếm tất sát, lập tức hạ gục đối phương. Cuộc chiến này, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, theo như Lâm Nhất thấy, nó không có ý nghĩa gì lắm. Lúc màn đêm chuẩn bị buông xuống, Lâm Nhất nhảy xuống khỏi huyết long mã, lấy từ trong lòng ra hai túi trữ vật. Trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, trong đáy mắt thoảng qua nét mong chờ. Thủ hạ của đạo tặc Mạc La ắt sẽ có không ít đồ có giá trị, vốn tích lũy của hai người có lẽ sẽ khiến hắn phải ngạc nhiên. Leng keng. Chẳng nghĩ nhiều, hắn đem đồ cất giấu trong túi trữ vật của hai người đổ hết ra ngoài. Trước mắt bỗng có một đống đồ rơi ra, có bí tịch, có đan dược, có linh ngọc, có huyền binh cùng với rất nhiều những thứ đồ linh tinh lặt vặt, số lượng cực kỳ nhiều, cũng vô cùng lộn xộn. Đồ trên người tán tu đều là do cướp được, nên lộn xộn như vậy cũng không có gì lạ. Để kiểm đếm hết thì cũng khá là phiền phức. Nhưng trước mắt, với một kẻ nghèo rất mồng tơi như Lâm Nhất mà nói thì chắc chắn hắn sẽ không hề thấy phiền. Ít nhất nhìn xuống đống lấp lánh này cũng phải có đến cả nghìn viên linh ngọc, điều này khiến đáy mắt hắn thoáng qua vẻ vui mừng. Đám người này, chỉ e là đã giết chết không ít đệ tử tông môn, đúng là những kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Trong lòng Lâm Nhất cảm khái vạn phần, cách tích lũy tài bảo trực tiếp nhất chính là giết người cướp của. Chương 623. Sự cám dỗ kinh người đến nhường này. Chẳng trách đám người kia lại chấp nhận mạo hiểm bị tông môn truy nã cũng cả gan làm bậy. Nhưng mà bây giờ tất cả đều đã thuộc về Lâm Nhất. Đây là cái gì? Lâm Nhất quét mắt một lượt, phát hiện trong đám đồ vật lung tung chất cao như núi kia có một quả trái cây màu đỏ máu trông hết sức quỷ dị. Quả trái cây màu đỏ máu tỏa ra những tia quang mang giống như ánh lửa, tản mát ra luồng huyết khí dày đặc. Thấp thoáng có nét tương đồng với khí tức trên người huyết lang vương. Nét mặt Lâm Nhất khẽ đổi, trong ánh mắt nhiều thêm vẻ thận trọng, loại quả này lẽ nào là do đám người này lấy được từ trong bộ lạc huyết lang? Nếu thực sự là như vậy thì vật này không phải nên được đeo theo bên người của Mạc La sao? Chẳng lẽ nói, còn có ẩn tình gì, hoặc đây chẳng qua chỉ là một loại quả lạ mà thôi? Nghĩ đến đây, trái tim của Lâm Nhất không khỏi đập thình thịch thật nhanh. Loại quả lạ màu máu, bao hàm linh khí dồi dào, sắc đỏ tươi lại giống như một ngọn lửa màu đỏ máu đang thiêu đốt. Bề ngoài trong suốt, sáng lấp lánh. Nếu càng nhìn kỹ thì sẽ càng cảm thấy nó là một vật không hề tầm thường. Lâm Nhất khẽ nhíu mày. Không biết loại quả kỳ lạ này vì sao lại xuất hiện trên người của hai tán tu kia. Theo lý mà nói, nó xuất hiện ở trên người Mạc La thì sẽ hợp lý hơn. Mặc kệ, mình cứ cất đi đã. Lâm Nhất lấy ra một chiếc hộp bông, cẩn thận đặt quả lạ này vào rồi đem hộp cất trong túi trữ đồ của mình. Bắt đầu kiểm đếm những đồ linh tinh khác, ngoài linh ngọc và một ít đan dược ra, phần nhiều là những đồ linh tinh không dùng đến. Hắn không có hứng thú với những công pháp, võ kỹ, bí tịch cướp được, còn về huyền binh thì đa phần cũng là những thứ tầm thường. Nhưng có một cây trường cung trong đó thu hút sự chú ý của Lâm Nhất. Nặng quá! Nắm trong tay đột nhiên cảm thấy rất nặng, ít cũng phải đến cả chục nghìn cân. Trên lưng cây cung khắc hai chữ hoa vân, nhìn có chút cổ xưa, quan sát kỹ hơn còn có thể thấy được những đường vân bị hư hoại còn sót lại trên đó. Linh văn. Vậy mà đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh văn được khắc lên trên huyền binh. Linh văn in lên huyền binh còn khó hơn nhiều so với đan dược, phàm là huyền binh có khắc linh văn đều được gọi là bảo binh. Uy lực của bảo binh rất lớn, giá trị liên thành, người bình thường khó mà có cơ hội được mang theo trên người. Nhìn mức độ phức tạp của đống linh văn này, ít nhất cũng phải là linh văn cấp 2 trở lên, đáng tiếc là đã bị hủy hoại gần hết. Xem ra cây hỏa vân cung này cũng có chút lai lịch, rơi vào trong tay của mấy tán tu này đúng là mai một nó. Cầm chơi một hồi, Lâm Nhất trịnh trọng cất kỹ. Cung này bây giờ được coi là thượng phẩm huyền binh, coi như là một món bảo bối không tệ. Có lẽ sau này sẽ có cơ hội để dùng đến. Ngoài ra, còn tìm được 100 cây tên đã tẩm độc cùng với một bình ngọc đựng thuốc độc. Xem ra loại độc này đều bắt nguồn từ tay của người trung niên áo đen. Chương 624. Hai người, một người chế độc, một người dùng cung, nghe cũng khá hợp lý. Chỉ đáng tiếc đụng phải Lâm Nhất,
ưu thế của hai người nọ đều chưa kịp phát huy hết đã chết không nhắm mắt. Bây giờ nghĩ lại, chiến thắng cũng khá là may man. Một nửa khắc sau, công cuộc kiểm đếm cũng hoàn thành, linh ngọc có tổng cộng có hơn 9.000 viên. Những thứ đồ linh tinh giá trị có khoảng hơn 50 loại tác dụng khác nhau, những thứ còn lại thì giá trị không lớn, bị Lâm Nhất dứt khoát vứt đi luôn. Ngoài ra, còn có một ít huyết tinh. Số huyết tinh này giúp Lâm Nhất tìm đủ được số lượng để hoàn thành nhiệm vụ 5 sao cấp A. Đây là huyết tinh Lang Vương. Trong đống huyết tinh, hắn tìm được 3 viên huyết tinh có độ thuần cực cao của Lang Vương. Thậm chí độ thuần so với viên mà hắn đang có còn cao hơn rất nhiều. Trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, hai người này đã từng giết huyết Lang Vương. Mà còn không phải là một con, hai con, bọn họ đã giết hết tất cả 3 con, đây không phải là việc nhẹ nhàng gì lắm. Quái lạ, Lâm Nhất lẩm bẩm một câu nhưng sau đó cũng không để tâm đến nữa. Một lúc sau, trên mặt bỗng nở một nụ cười, Lâm Nhất khế giọng tự nói, không cần biết thế nào, lần này cũng coi như thu hoạch khấm khá, không cần thiết phải vội vàng rời khỏi Ma Vân Sơn Mạch nữa. Nhiệm vụ mặc dù đã hoàn thành, nhưng hắn vẫn luôn có dự cảm, bất cứ lúc nào cũng đều có thể mở ra được huyền mạch thứ 3. Nên quyết định tiếp tục lịch luyện, xông pha chém giết giữa lần danh sinh tử để thuận lý thành chương mà thăng cấp lên võ đạo tầng thứ 3. Mấy ngày sau đó, bất kể ngày đêm, Lâm Nhất ở trong Ma Vân Sơn Mạch không ngừng đi săn tìm yêu thú. Hắn đi chung với huyết long mã để cùng nhau lịch luyện. Thực lực của một người một ngựa tăng lên vùn vụt, yêu đan chiếm được, Lâm Nhất hạn chế lấy dùng mà đều để lại cho huyết long mã. Lần này vào núi, huyết long mã tiến bộ còn nhanh hơn hẳn nhiều. Chiêu thiểm điện trùng thứ ngày đó giống như lôi long giáng thế, cực kỳ đáng sợ. Nửa tháng sau, cả người Lâm Nhất nhem nhuốc, đầu tóc rối bù, trên người đầy bùn đất và vệt máu khô. Nhưng khí chất lại thay đổi một cách chóng mặt, ánh mắt sắc bén, tinh thần phấn chấn, đầy vẻ tự tin. Sau khi tìm thấy một khe suối nhỏ tắm rửa, từ trên xuống dưới khắp người Lâm Nhất đều cảm thấy vô cùng khoan khoái. Cơ thể hắn để trần, khoanh chân ngồi xuống bên bờ suối. Mái tóc dài ẩm ướt xõa trước ngực, trên gương mặt sáng sủa khôi ngô lộ ra khí chất xuất trần. Tử Diên kiếm quyết đang vận chuyển bên trong cơ thể, hấp thụ linh khí dồi dào trong trời đất, sau đó lại để cho đóa Tử Diên hoa chuyển đổi thành nguồn chân nguyên mạnh mẽ. Khí tức huyền võ tầng thứ 3 bao phủ dày đặc quanh người hắn, tản mát ra luồng khí tức kinh người. 3 ngày trước, trong lúc chiến đấu với một con hỏa diệm xà, giữa lần danh sinh tử hắn đã đột phá được nút thắt của huyền võ tầng thứ 2. Hồng Hộc, chương 625 nhưng vẫn còn sớm. Không có gì phải vội. Trong không gian bỗng truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc, Lâm Nhất bất đắc dĩ mở mắt ra cười khổ một tiếng. Lướt tầm mắt qua, đó là những chiếc hừng hực màu lửa máu đang lao vun vút xuyên qua khu rừng. Chủ nhân của những chiếc bóng kia chính là một đàn huyết lang, trong đó có không ít huyết lang vương. Nếu như chỉ có một con huyết lang vương thì Lâm Nhất cũng không đến mức phải sợ hãi, nhưng đây ít nhất phải có đến 3 con. Đã là đợt thứ 3 rồi đúng không? Lâm Nhất khẽ giọng lẩm bẩm, nửa tháng nay luôn có 7 huyết lang đến đánh úp. Mặc dù đã giết không ít huyết lang, nhưng lang vương chưa chết thì không có hiệu quả gì lớn. Lâm Nhất biết đồng thời chiến đấu với 3 con lang vương thì phần thắng không lớn, hơn nữa dễ bị bọn chúng giữ lại. Do đó hắn không miễn cưỡng chiến đấu, mà nhờ vào tốc độ của huyết long mã tránh đi trước, không dây dưa với 7 sói này. Không chơi cùng chúng mày nữa, Tiểu Hồng. Lâm Nhất mặc áo thiên thanh, một tiếng huýt dài, huyết long mã chạy như bay đến. Trên thân nó tỏa ra khí tức của huyền võ tầng 4, trong yêu sát đáng sợ, uy lực của vương giả vẫn không tan biến. Không còn thoát ẩn thoát hiện như trước kia nữa, mà vô cùng mạnh mẽ. Hắn phóng người lên ngựa, nhờ vào tốc độ của huyết long mã thoát được sự truy đuổi của bầy sói trong nháy mắt. Đợi đến khi mặt trời xuống núi, hắn đã rời khỏi dãy núi Ma Vân hoàn toàn. Bên rìa dãy núi, mấy con huyết lang vương nhìn Lâm Nhất rời đi mà hú dài không dứt. Trong mắt bọn chúng chứa đầy sự căm phẫn, nhưng không biết làm gì hơn. Thành Mạc Vân, thành trì ở sát phía tây quận Tần Thiên. Trên lầu 3 khách điếm Vân Lai. Nơi bàn rượu sát cửa sổ, Lâm Nhất tự rót tự uống.
thưởng thức món ngon trên bàn. Lịch luyện ở dãy núi Ma Vân hơn một tháng, không nếm khói lửa nhân gian, khẩu vị của hắn bây giờ rất tốt. Thành Mạc Vân là địa điểm nhiệm vụ cấp A5 sao thứ hai của hắn. Nhưng vẫn còn sớm, không có gì phải vội. Thành Mạc Vân cũng xem như là tòa thành lớn, trong thành có nhiều võ giả qua lại. Lúc này trên lầu 3, ngoài Lâm Nhất ra thì còn nhiều võ giả mang đao kiếm, tu vi thâm sâu. Các ngươi nghe thấy gì chưa, đạo tặc Mạc La chết rồi. Chương 626 tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Ha ha, đương nhiên là có nghe rồi. Nửa tháng trước, tứ đại công tử hợp sức giết chết Mạc La, chấn động đế quốc. Chuyện lớn như vậy ai mà không biết chứ? Chậc chậc, trước nay Mạc La hành sự ngông cuồng, giết người như ngoé. Người chết dưới tay hắn ít nhất phải hơn 1.000, cường giả cảnh giới tử phủ bắt tay hành động làm hắn ta chạy trốn, bây giờ lại chết trong tay những hậu bối thật khiến người ta cảm khái không thôi. Đúng vậy, nghe nói tên Mạc La này đã mở được 10 huyền mạch, chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến lên tử phủ. Nếu không phải hôm ấy có Hân Tuyệt của Lăng Tiêu Kiếm Các ở đó thì tứ công tử chưa chắc có thể giữ được hắn. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, võ giả trong tử lầu đã kể về trận chiến giữa tứ công tử và Mạc La. Lâm Nhất chú ý đến, ngày hôm đó hắn cũng xem như là một trong những người đích thân tham gia trận chiến này. Đáng tiếc là không thể xem chiến, sau đó thì mải lịch luyện cũng không biết kết quả thế nào. Lúc này nghe mọi người nhắc tới Hân Tuyệt sư huynh, hắn không khỏi giỏng tai lắng nghe. Hân Tuyệt sư huynh đã cứu hắn 2 lần, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Một trong 10 người đứng đầu bảng đạo tặc, tung hoành Đại Tần mấy chục năm, ai ngờ lại chết dưới hộp kiếm của Hân Tuyệt. Hân Tuyệt chắc chắn có thực lực cấp bậc công tử, nếu không phải vì biến cố đó, chắc chắn y cũng có thể nhận danh hiệu công tử. Chắc chắn là vậy, Hân Tuyệt của Lăng Tiêu Kiếm Các nhất định là cao thủ cùng cấp bậc với 8 đại công tử. Nhưng mà Bạch Lê Hiên, nhân tài yêu nghiệt danh tiếng lẫy lừng của kiếm các bọn họ trước kia, không biết sao lại yên ắng một thời gian dài. Xem ra Hân Tuyệt không xảy ra chuyện gì. Võ giả trong tử lầu nói về 8 đại công tử đều tràn đầy vẻ kính nể. Lâm Nhất cảm thấy hiếu kỳ, không biết 8 đại công tử này rốt cuộc được phán định như thế nào. Bỗng một võ giả nói một cách thần bí, các ngươi biết vì sao đạo tặc Mạc La lại xuất hiện ở bộ lạc Huyết Lang không? Đạo tặc Mạc La hành sự quái dị, chuyện này ai biết được? Ha ha, ta lại biết đấy. Mạc La muốn dựa vào thánh quả long diệm quả của bộ lạc Huyết Lang phá vỡ chướng ngại của mình, tiến lên cảnh giới tử phủ. Nghe vậy, trong tử lầu lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Không thể nào, long diệm quả trong bộ lạc Huyết Lang có trưởng lão Huyết Lang trông coi. Chỉ có đại thủ lĩnh tương lai tộc Huyết Lang mới có thể dùng nó, Mạc La dám đi cướp không phải là hiến mạng hay sao? Long diệm quả kia huyết khí dâng tràn. Trong vòng 50 dặm Huyết Lang Vương đều có thể ngửi thấy, hắn cướp được cũng không chạy thoát. Võ giả lên tiếng đầu tiên cười nói, tin tức này là ta lấy được từ những bằng hữu tán tu, chắc chắn là thật. Mấy năm nay Mạc La luôn nghĩ cách làm sao để đối phó với bộ lạc Huyết Lang. Giờ đây hắn chết ở nơi này thì chắc chắn là đã nghĩ ra cách đối phó. Theo những gì ngươi nói thì chẳng phải Long Diệm Quả đã rơi vào tay Tử công tử rồi sao? Đây là chuyện lớn đấy, 8 đại công tử ai tiến lên tử phủ trước thì người đó chắc chắn là người đứng đầu Đại Tần đế quốc. Cảnh giới tử phủ khó phá thế nào, có sự giúp đỡ của Long Diệm Quả cũng chỉ là thêm một chút cơ hội mà thôi. Chương 627 rời khỏi chỗ này trước đã. Nhân tài cấp bậc công tử há lại là hư danh, chút cơ hội đó có lẽ cũng có thể giúp bọn họ phá vỡ chướng ngại. Võ giả đã phát tán tin tức cười ha ha, đáng tiếc. Các ngươi đều đoán sai rồi, tứ công tử và Hân Tuyệt không tìm được long diệm quả từ trên người Mạc La. Nhưng long diệm quả của bộ lạc Huyết Lang thật sự đã biến mất, đến nay nó là bí ẩn không ai hay biết. Sao lại như vậy, bọn họ không khỏi kinh ngạc, không ai ngờ tới kết quả này. Long diệm quả. Lâm Nhất chấn động, lẽ nào loại quả kỳ lạ trong tay hắn chính là long diệm quả? Trên người ngươi có huyết khí. Câu nói đầu tiên mà Mạc La nói khi gặp hắn bỗng vang lên trong đầu. Lúc đó, hắn còn tưởng Mạc La nói đến mùi máu tanh nhuốm phải sau khi giết người. Bây giờ nghĩ lại,
có lẽ Mạc La nói đến cái khác. Nhiều điều kỳ lạ cũng có thể giải thích thông tỏ. Mạc La lo rằng giữ long diệm quả trong người sẽ bị bộ lạc huyết lang bao vây, cho nên đã để nó ở chỗ người trung niên áo đen. Bản thân hắn thì ở lại chặn hậu để hai người rời khỏi dãy núi Ma Vân. Nếu không gặp phải Lâm Nhất và sư huynh của Hỗn Nguyên Môn, e rằng hai tán tu huyền võ tầng năm đó đã rời đi từ lâu. Thế sự vô thường, long diệm quả đi một vòng cuối cùng lại lọt vào tay Lâm Nhất. Hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu trong tay xuống bàn. Lâm Nhất thầm nghĩ, nửa tháng nay, đám huyết lang vương đến gây rắc rối cho hắn hẳn cũng là vì long diệm quả. Rời khỏi chỗ này trước đã. Khách điếm Vận Lai, trong phòng trọ tầng cao nhất. Lâm Nhất quan sát kỹ dị quả màu đỏ máu đặt trên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị. Với các loại chứng cứ, hắn đã có thể xác định dị quả màu đỏ máu này chính là long diệm quả giúp huyền võ tầng 10 có cơ hội phá vỡ chướng ngại. Giá trị của nó cao hơn tưởng tượng của Lâm Nhất lúc trước quá nhiều, ngược lại khiến tâm trạng kích động của hắn bình tĩnh lại. Dị quả quý giá như vậy mà ăn vào luôn bây giờ thì chắc chắn sẽ phí của trời. Cứ cất đấy đã, đợi về môn phái, nếu Hân Tuyệt sư huynh cần thì tặng cho huynh ấy. Lâm Nhất vẫn còn cách cảnh giới tử phủ rất xa, không gấp gáp gì. Ngược lại, Hân Tuyệt sư huynh có thực lực cấp bậc công tử, chắc chắn là cần nó hơn mình. Bất kể là Hân Tuyệt sư huynh hay là Hân Nghiên sư tỷ đều rất quan tâm chăm sóc hắn. Chương 628 nhiệm vụ cấp A5 sao chẳng có cái nào đỡ lo cả. Về tình về lý, hắn đều không nên giữ cho riêng mình, cũng xem như trả món nợ ân tình mấy lần bọn họ đã cứu hắn. Cứ làm vậy đi. Người ngoài khó mà tưởng tượng, một loại quả quý giá như vậy mà Lâm Nhất lại quyết định tặng cho người khác trong nháy mắt. Xem thẻ nhiệm vụ trước. Sau khi cất dị quả đi, Lâm Nhất lấy thẻ nhiệm vụ ra, trên đó ghi chép nhiệm vụ thứ 2 cấp A5 sao của hắn. Người ủy thác nhiệm vụ là Cường Hào Cao Gia ở thành Mạc Vân. Địa vị của Cao Gia ở thành Mạc Vân tương tự những cường hào địa phương ở quận Thanh Dương, chỉ là một bên ở quận Tần Thiên trung tâm đế quốc, một bên ở Biên Cương. Cùng là cường hào nhưng thực lực gia tộc lại không thể so sánh với nhau. Cao Gia nội tình sâu dày, gia chủ Cao Dương Vũ vốn là cao thủ cảnh giới huyền võ tầng 6, thực lực mạnh mẽ, tầm nhìn sâu xa. Bọn họ có quan hệ dây mơ dễ má với các thương hội trong đế quốc, tài lực hùng hậu vô cùng. Một gia tộc như vậy nếu không có sóng gió, bình ổn phát triển mấy trăm năm, chỉ cần có nhân tài yêu nghiệt ra đời thì có thể nhảy vọt lên thành thế gia. Nhiệm vụ Cao Gia đưa ra lần này là nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ dược đồng của Cao Gia đi vào sâu trong rừng già huyết cốt hái linh dược. Rừng già huyết cốt không những có hoàn cảnh khắc nghiệt, mà còn có yêu thú cảnh giới huyền võ tầng 4 và tầng 5 lui tới. Cao thủ huyền võ tầng 3 bình thường đều không dám tùy tiện vào trong rừng, mức độ hung hiểm chỉ có hơn chứ không kém dãy núi Ma Vân. Rắc rối nữa là có nhiều tán tu ẩn nấp trong đó tu luyện tà công. Cao Gia muốn dựa vào thực lực của mình vào trong rừng chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều, có vào mà không có ra. Bất đắc dĩ chỉ có thể đưa ra nhiệm vụ ủy thác các môn phái lớn ở Đại Tần Đế Quốc. Ngoài tứ đại siêu nhiên tông môn ra, những thế lực tông môn hàng đầu Đại Tần Đế Quốc cũng được mời đến. Gia chủ Cao Gia Cao Dương Vũ lại chọn ra người thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trong những nhân tài của các tông môn lớn. Ghi chú, nếu không được chọn chúng thì phải giao nộp một nửa điểm công đức từ phần thưởng nhiệm vụ, nếu không sẽ đồng nghĩa nhiệm vụ thất bại. Nói cách khác, nhất định phải được chọn chúng. Nếu không, không những uổng công chạy một chuyến, mà còn phải tự móc hầu bao dâng lên số linh ngọc bằng với một nửa phần thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp A5 sao chẳng có cái nào đỡ lo cả. Lâm Nhất đặt thẻ nhiệm vụ sang một bên, không nghĩ nhiều nữa, lấy mấy trăm linh ngọc ra đặt ở xung quanh, ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Vẫn còn mấy ngày nữa mới bắt đầu nhiệm vụ, tu luyện trước một phen. Chương 629 thông minh. Tu luyện Tử Diên kiếm quyết cần có lượng lớn tài nguyên. Lâm Nhất vốn là một kẻ nghèo kiết xác, nhưng sau khi chém chết hai kẻ tán tu đã có thu hoạch phong phú, hơn 9.000 viên linh ngọc đủ để tu luyện một thời gian. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu kiếm các, Lạc Già Sơn. Hân Tuyệt về đến tông môn,
nhìn Hân Nghiên cười nói, chắc chắn muội không ngờ đến nhiệm vụ lần này ta gặp được ai đâu. Tin tức tứ công tử hợp sức với Hân Tuyệt chém chết đạo tặc Mạc La đã lan truyền xôn xao. Đương nhiên Hân Nghiên biết đại ca đang nói tới nhiệm vụ đó, cười đáp, không phải là gặp được Lâm Nhất đấy chứ. Thông minh. Hân Tuyệt mỉm cười, khẽ giọng trả lời. Trong mắt Hân Nghiên ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, huynh gặp được hắn thật à, hắn không sao chứ. Đợi Hân Tuyệt kể hết những gì y nhìn thấy xong. Hân Nghiên ngạc nhiên vô cùng, sóng mắt lưu chuyển, bật cười, tiểu sư đệ cũng đã tranh được chút sĩ diện cho tông môn. Hỗn Nguyên môn và kiếm các chúng ta xưa nay bất hòa, đệ tử hai tông lịch luyện ở bên ngoài xảy ra không ít xung đột. Hân Tuyệt gật đầu nói, ta cũng không ngờ, nhưng tiếc là nhiệm vụ của ta lần này lại không được trọn vẹn. Sao vậy? Hân Tuyệt mỉm cười nhàn nhạt nói, không tìm được thứ quan trọng nhất là Long Diệm Quả, sắc mặt của tứ công tử hình như không dễ coi cho lắm. Ngày nay, ai có thể tiến lên cảnh giới tử phủ trước thì có thể trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi ở Đại Tần Đế Quốc. Tám đại công tử không ai nhường ai, ai cũng muốn là người đầu tiên đột phá thành công. Long Diệm Quả không tìm thấy, khó tránh sắc mặt họ không tốt. Thật ra cũng tốt, nếu thật sự tìm được Long Diệm Quả, bốn người này chắc chắn không tránh khỏi một trận đại chiến. Hân Tuyệt dừng một lúc, trầm ngâm nói, không nói chuyện này nữa, bây giờ ta lại có chút lo lắng về nhiệm vụ thứ hai của Lâm Nhất. Huynh cũng biết hắn phá vỡ quy tắc, giật hết tất cả nhiệm vụ cấp A5 sao hả? Chuyện này lan truyền xôn xao. Đệ tử đứng hàng đầu bảng nhân đều tức chết, sao ta lại không biết được? Theo ta thấy, những nhiệm vụ khác với hắn mà nói ắt hẳn không vấn đề gì. Rắc rối là hắn lại tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống vào rừng già huyết cốt. Đợi Hân Tuyệt kể xong một số chi tiết trong đó, sắc mặt Hân Nghiên lại không có thay đổi gì lớn. Một lúc lâu sau, gương mặt tinh xảo của cô ta nhìn về phía xa, khẽ giọng nói. Đại ca không cần lo nghĩ nhiều trận chiến liên minh kiếm các sắp bắt đầu, nếu ngay cả những nhiệm vụ cấp A này mà cũng không hoàn thành được, đến lúc đó, làm sao hắn có thể cạnh tranh với 10 người đứng đầu bảng nhân? Tiểu muội có vẻ rất có lòng tin đối với hắn. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt cô ta, Hân Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, khẽ giọng nói, muội đã bao giờ mất lòng tin với hắn đâu. Chương 630. 5 ngày sau, nhà trọ Vận Lai. Lâm Nhất đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở mắt ra. Hắn búng đầu ngón tay, một tia kiếm quang có chân nguyên ngưng tụ tỏa ánh kim bắn ra ngoài. Keng! Một cuốn sách cũ trên bàn bay lên, trong nháy mắt đã va vào vách tường. Kiếm quang màu tím tựa như một lưỡi dao có thực thể, xuyên qua cuốn sách cũ rồi ghim nó vào tường. Ngay sau đó, tia kiếm quang lập tức biến mất, cuốn sách cũ rơi phịch xuống đất. Cuối cùng Tử Diên kiếm quyết cũng thăng lên tầng 7. Tử Diên kiếm quyết có tổng cộng 16 tầng, 6 tầng đầu tiên là cơ sở để ngưng luyện kiếm kình, tạo ra Tử Diên hoa hoàn mỹ. Lâm Nhất đã dừng ở tầng 6 đỉnh phong khoảng nửa năm, lần trước ở rừng táng kiếm dùng mấy chục nghìn viên linh ngọc cũng không thể thực sự thăng cấp thành công. Vẫn còn cách nhau một khoảng nhỏ, mãi không thể đột phá. Về mặt cảnh giới, tầng 6 và tầng 7 chỉ cách nhau một bước, nhưng uy lực lại khác biệt như ngày và đêm, không thể so sánh với nhau. 6 tầng đầu tiên là cơ sở, chỉ phù hợp để tu luyện ở cảnh giới tiên thiên, nói đúng ra thì vẫn còn một khoảng cách nhỏ so với những công pháp cảnh giới huyền võ khác. Nhưng khi thật sự bước vào tầng 7, Tử Diên kiếm quyết mới được tính là thăng lên cảnh giới huyền võ. Có thể ngưng luyện kiếm khí Tử Diên trong cơ thể, kiếm khí hóa thành quang, giống như có thực thể. Mỗi khi kiếm quyết thăng cấp, uy lực của tia kiếm quang được ngưng luyện này sẽ dần mạnh lên. Cuối cùng đạt đến một mức độ đáng sợ, không gì phá nổi. Nếu tu luyện kiếm quyết này đến tầng 9 còn có thể làm cho kiếm khí ngưng luyện cùng với cơ thể luyện hóa thành kiếm trận Tử Diên. Kiếm khí phá đề, chỉ cần một ý nghĩ là có thể giết chết kẻ địch trong phạm vi 100 dặm. Lâm Nhất nhún người nhảy tới phía trước vách tường, nhặt cuốn sách cũ dưới đất lên, cái lỗ trên trang sách trông như bị một lưỡi dao xuyên thủng. Tia kiếm quang ngưng tụ trước đó chỉ có thể gọi là khí quang. Giống như cảnh giới thứ nhất của đạn chỉ thần kiếm, ngưng khí thành quang. Bây giờ đã hơn xưa, nói chính xác hơn thì nên là ngưng khí thành kiếm. Lâm Nhất đặt sách xuống, trầm tư suy nghĩ. Công pháp sinh ra chân nguyên, mà chân nguyên là cơ sở của mọi thứ.
Bất cứ võ kỹ, thân pháp nào, nếu không có chân nguyên hỗ trợ đều không thể phát huy hết uy lực vốn có của nó. Đột phá công pháp, chân nguyên nhất định cũng sẽ có biến đổi về chất. Tử Diên kiếm quyết thoạt nhìn như chỉ có đột phá nhỏ từ tầng 6 lên tầng 7, nhưng sức chiến đấu của Lâm Nhất không chỉ tăng lên một ít. Huyền võ tầng 3, thất huyền bộ tiểu thành đỉnh phong, Tử Diên kiếm quyết tầng 7. Nếu bây giờ gặp Tả Vân, hắn phải có ít nhất 70% chiến thắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.